chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ông môn trưởng tỷ có không gian, tập 29 chương 1021 ta liền trộn cho hắn xem, thung tử lại hắc hắc cười hai tiếng, chủ nhân, ngươi nhận thức người nhiều, ngươi cho ta xem, có hay không thích hợp ta cô nương, ta ngẫm lại a. À. Cố vân đông nhíu mày, tự hồ rất là cẩn thận cân nhắc một trận, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng thật ra thực sự có một cái phi thường không tồi cô nương, thung tử đôi mắt đều sáng. Tự phát tự động đến nàng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, ân cần bưng chén trà đưa cho nàng, thực sự có a à. nhà ai cô nương chủ nhân ngươi mau cùng ta nói nói cố vân đông vẫn là lần đầu tiên cho người ta dắt tơ hồng sợ nói được không hảo cho người ta làm tạp mặt danh còn có một chút khẩn trương tô trường thuận gia muội muội ngươi gặp qua đi thung tử chớp, chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt vẻ mặt mờ mịt hắn có muội muội hắn chỉ thấy quá trường thuận nương muội muội đúng rồi đúng rồi loáng thoáng giống như nghe được quá trường thuận nhắc tới nhà mình còn có một cái tiểu muội tới, nhưng hắn chưa thấy qua, qua nhĩ sau thực mau liền vứt chi sau đầu, rốt cuộc hắn một đại nam nhân, tổng không hảo đi hỏi nhiều nhân gia cô nương gia, cố vân đông, ngươi cùng hắn cộng sự lâu như vậy, lan hoa nhi cùng tô tình cộng sự lâu như vậy, thậm chí ngươi còn đi qua tô gia hai lần, ngươi cư nhiên không biết tô trường thuận có cái muội muội. Cố vân đông đều sợ ngây người, này từng ngày, ngươi trong đầu rốt cuộc đều trang cái gì? Chỉ có bạc cùng trở thành trưởng quầy mục tiêu sao? Thung tử đảo cũng cơ linh, lập tức phản ứng lại đây, lập tức hưng phấn hỏi, chủ nhân phải cho ta giới thiệu, chính là trường thuận muội tử, đúng vậy. Cố vân đông liếc xéo hắn một cái, thực vô ngữ nói, hắn muội muội kêu tô tình, hiện giờ liền ở tân mính các đương nữ tiểu nhị, cũng coi như là cùng ngươi có cộng đồng đề tài có thể hàng huyên, đó là thung tử nghĩ đến chính mình muội muội cùng khương bảo này hai người giống như mỗi ngày đều có nói không xong nói hắn tức khắc liền tới rồi hứng thú có thể tiến tân mính các đương nữ tiểu nhị kia khẳng định lại thông minh còn lớn lên đẹp bất quá chủ nhân này trường thuận gia là phủ thành tuy rằng ta hiện tại là ở phủ thành đương tiểu nhị nhưng ta rốt cuộc là người nhà quê nhân gia có thể nhìn chúng ta sao ân đây là phi thường hiện thực vấn đề cố vân đông nhướng mày còn đừng nói, tô mẫu chính là coi trọng ngươi, nhưng không thể cho hắn biết, nếu không tiểu tử này cái đuôi đều có thể kiều trời cao. Nàng sờ sờ cầm, nói, tô gia đảo cũng không giống như là để ý này đó nhân gia, bất quá có chuyện này vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, thung tử thấy nàng sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, chủ nhân ngươi nói. Tô Trường Thuận phía trước bị người oan uổng là trộm nhi sự tình, ngươi cũng biết đi, biết. Nói lên cái này, thung tử còn có chút căm giận, trường thuận chính là quá thành thật, nếu là ta, ta liền trực tiếp tiến lên đem nhân gia môn cấp hủy đi, hoang uổng ta trộn đồ vật, ta liền trộn cho ngươi xem, cố vân đông che mặt, hành hành hành, ngươi lợi hại, nàng tiếp tục nói, tô tình đã từng đính quá thân, nhưng kia hộ nhân gia bởi vì tô trường thuận là trộn nhi sự tình, sợ liên lụy chính mình thanh danh, liền đem này thân cấp lui. Việc này, ngươi để ý sao? thung tử cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi quá, ta để ý gì. Này rõ ràng là đối phương sai, loại này mua danh chuột tiếng phủng cao dẫm thấp nhân gia, tô muội tử may mắn không gã qua đi, bằng không cả đời này liền làm hỏng, cố vân đông vừa lòng gật gật đầu, tiểu tử này tuy rằng đáng kinh điển, nhưng cũng không phải cái loại này cổ hủ người, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thung tử phía sau, ngươi nghe được. Chương 1022 không cần như vậy nịnh nọt đi thung tử sửng sốt, đột nhiên xoay qua thân tới, sau đó liền thấy được mặt sau đứng tô trường thuận, thung tử tức khắc có chút xấu hổ, cái này, cổng người ca ca nghị luận muội muội sự tình, hình như là có điểm không tốt lắm, nhưng giờ phút này tô trường thuận cũng là vẻ mặt ngượng ngùng, hắn cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là đột nhiên nghe được chính mình muội muội tên, liền có chút để ý, vừa lúc lúc này cửa hàng không khách nhân ở. Hắn liền lại đây nhìn xem sao lại thế này, không nghĩ tới mới vừa đứng yên ở phía sau đâu, liền nghe được thung tử nói, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Trường Thuận nội tâm rất là phức tạp, nhưng là thực mau lại phản ứng lại đây, chủ nhân là muốn giới thiệu thung tử cùng muội muội kết thân. Hắn rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân Đông, chủ nhân, ta muội muội nàng, Tô Tình tính tình hảo lại cần mẫn, thung tử cũng là cái cơ linh lại hộ gia, ngươi cùng hắn chung sống cũng có một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy đâu? Tô Trường Thuận cảm thấy thung tử người là thực nghĩa khí, phẩm tính cũng hảo, là cái đáng giá phó thác chung thân. Nói như vậy, giống như muội muội gả cho hắn, cũng không tồi bộ dáng. Thung tử thấy Tô Trường Thuận suy xét nửa ngày cũng không có tiếng vang, có chút sốt ruột, lập tức một phen ôm bờ vai của hắn nói, ngươi yên tâm, ta người này khác không được, nhưng tuyệt đối bên vực người mình, ngươi muội muội gả cho ta, bảo đảm sẽ không hối hận, cố vân đông đỡ tráng, ngươi từ từ, đừng vội, về việc này, cũng không phải các ngươi hai định đoạt. Ta nghĩ, ít nhất ngươi đến cùng tô tình thấy thượng một mặt, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương không tồi, mới hảo ngồi xuống hảo hảo nói chuyện hôn sự này đi, tô tình còn không biết việc này đâu, các ngươi nói cũng nói vô ích, thung tử chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, kia chủ nhân, chúng ta hiện tại liền qua đi đi, hiện tại. Cố vân đông khóe miệng vừa kéo, liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền xuyên thành như vậy đi tương xem thung tử cúi đầu nhìn nhìn, hắn hiện tại ăn mặc cửa hàng thống nhất quần áo lao động, vừa rồi dọn hàng hóa, trên quần áo còn có điểm dơ, giống như, xác thật không thích hợp, như vậy đi gặp nhân gia cô nương, không chừng nàng còn tưởng rằng chính mình là cái lôi thôi lết thích không yêu sạch sẽ người đâu, kia. Ta quay đầu lại khiến cho Lan Hoa Nhi giúp ta làm thân quần áo mới, quá hai ngày lại đi, cố vân đông gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Trường Thuận, ngươi trở về cũng hỏi một chút tô tình ý tưởng. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, làm trò ngươi nương nói, ta đã biết chủ nhân, cố vân đông lại ngắm hướng thung tử, người sau chạy nhanh nói, ta cha mẹ bên kia cũng không có vấn đề gì, bọn họ nói, chỉ cần ta chính mình vui là được, quay đầu lại bọn họ liền tới cầu hôn, cố vân đông liền không nói thêm nữa, ước định hảo hai người sau tại đây cửa hàng thấy một mặt. Đến lúc đó Tô Tình có thể nương tới xem Tô Trường Thuận cơ hội, cùng thung tử nói chuyện với nhau nhìn xem, nếu là hai bên đều vừa lòng, này mặt sau liền không cố vân đông sự tình. Đại công cáo thành, cố vân đông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, này cho người ta làm mai mối, quá khó khăn. Nàng đứng dậy, được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi hiệu thuốc nhìn xem, thung tử vội ân cần đưa nàng ra cửa, chủ nhân ngài đi thông thả. Tiểu Tâm này bực thang, trên mặt đất có thủy đừng bắn tới rồi. Cố Vân Đông, nàng hung hăng rung rung thân mình, không cần như vậy nịnh nọt đi. Đồng Thủy Đào cũng chịu không nổi, chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi theo Cố Vân Đông phía sau đi rồi. Hiệu thuốc ly đến không xa, hai người chuyển qua hai điều đầu hẻm liền đến. Vừa vào cửa, vừa lúc Khương Bảo đứng ở sau quầy đảo dược, động tác thật cẩn thận. Đến nỗi a trư, thì tại sửa sang lại dược quầy, chương 1023 sửa tên nhìn thấy cố vân đông tiến vào, hai người đều dừng động tác, cô nương như thế nào tới, cố vân đông vừa muốn nói chuyện, liền thấy hậu viện đi ra A cẩu A thử hai người, A miêu không ở, đi theo thiệu thanh viễn ở vạn kim cát, hùng đại phu cũng không ai, hắn như vậy y si, tự nhiên là thích nhất với học tập ngưu đậu chích ngừa, cho nên giờ phút này hắn, cũng ở kia cho người ta chích ngừa thượng trăm cái đại phu bên trong, nhưng hắn không ở. Hiệu thuốc sinh ý lại phá lệ hảo đại khái là lập tức liền phải toàn thành chích ngừa còn có một ít không quá yên tâm nhân sự trước lặng lẽ tới hiệu thuốc mua thuốc nếu là kia cái gì chích ngừa thất bại tốt xấu còn có một cái đường lui không phải cho nên hùng đại phu không ở a cẩu a thử nhưng thật ra tới hỗ trợ cô nương tìm chúng ta sao tiên tiến hậu viện nghỉ ngơi một chút đi không được cố vân đông lắc đầu ta chính là tới tìm a nói đến một nửa lại dừng nàng nhớ tới tiểu diên cha xưng hô theo đại phu, nàng đột nhiên liền có chút kêu không ra A Trư tên, dừng một chút, chỉ có thể duỗi tay chỉ chỉ chính đóng lại dược quầy từ một cây thang thượng xuống dưới hắn, nói, trước xuống dưới, ta hỏi các ngươi một chuyện nhi, A Trư mờ mịt, vội vàng đã đi tới, vì sự A, cố vân đông lại nhìn thoáng qua A cẩu A thử, nếu mày hỏi, các ngươi ban đầu tên là cái gì, ba người hai mặt nhìn nhau, cô nương như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ta chính là nghĩ đi, các ngươi cũng già đầu rồi, lại quá cái 2 ba năm cũng phải tìm tức phụ thành thân, về sau ở bên ngoài đi lại, tổng không thể làm người tiếp tục kêu A trư A cẩu A thử A miêu, nhân gia còn tưởng rằng vào vườn bách thú đâu. Không bằng vẫn là đổi về trước kia tên thế nào, ba người sửng sốt, dừng một chút, lại đều trầm mặt xuống dưới, cố vân đông có chút kinh ngạc, đương nhiên, nếu các ngươi không nghĩ đổi nói, cũng không quan hệ, ta chính là đề cái kiến nghị, không phải. Cô nương, chúng ta cũng không phải không nghĩ đổi, chính là, A Trư chần chờ một lát, mới nhỏ giọng phủ nhận rớt, Khương Bảo ở một bên nghe xong cái đại khái, lập tức nói, ta cảm thấy thay đổi hảo, hai ngày trước còn có khách nhân tiến vào mua thuốc, trực tiếp kêu A Trư vì heo tiểu nhị, cố vân đông, nguyên lai không phải chỉ có tiểu duyên cha kêu hắn heo đại phu nột, A Trư trừng mắt nhìn Khương Bảo liếc mắt một cái, người sau đối hắn nhướng mày vẽ mặt khoe khoang, sau một hồi, làm ba người bên trong lớn nhất a thử mới nói nói cô nương chúng ta kỳ thật cũng tưởng đổi tên nhưng là không nghĩ đổi về trước kia tên nếu có thể ngươi có thể hay không cùng chủ nhân nói một tiếng làm chúng ta họ thiệu vì sao cố vân đông kinh ngạc a thử cười khổ nói chúng ta đều là không cha không mẹ cô nhi lúc trước bốn người ở bên nhau sinh hoạt thời điểm liền nói hảo đương huynh đệ đương thân nhân cho nên lúc này mới lung tung lấy A Miu A thử A trư A cẩu tên, liền cảm thấy như vậy. Thân thiết một chút, giống như là chúng ta còn có người nhà giống nhau, nếu là đổi về nguyên lai tên, bất đồng dòng họ, xa lạ tên, chúng ta liền cảm thấy, chúng ta lại thành cái kia không cha không mẹ cô nhi giống nhau, cố vân đông trong lòng chấn động, nàng không nghĩ tới bọn họ trong lòng là như thế này tưởng. Lập tức liền có chút hối hận mới vừa rồi đề nghị. Tuy rằng tên họ cũng không thể thuyết minh cái gì, nhưng đối với A Trư bọn họ bốn người tới nói, ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Khương Bảo Đảo dược động tác cũng dừng, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc vài phần, không nói chuyện. Cố Vân Đông há miệng thở dốc, vừa định nói vậy quên đi, liền nghe được A cậu có chút ngượng ngùng mở miệng, chương 1024 tưởng họ thiệu, cô nương. Kỳ thật chúng ta hiện tại đều theo công tử, công tử cũng lấy chúng ta đương gia nhân giống nhau phía trước chúng ta cũng nghĩ tới, có phải hay không có thể đi theo công tử họ thiệu, liền sợ. Trèo cao công tử, bọn họ trước kia cũng có cha mẹ huynh đệ, thậm chí cảm tình cũng cũng không tệ lắm, nhưng từ khi bọn họ không có lúc sau, trên đời này liền phản phất chỉ còn lại có bọn họ một người, cái gì thân nhân, tộc nhân, bằng hữu, trừ bỏ bỏ đá xuống giếng ở ngoài, cái nào đối bọn họ duỗi qua tay, bọn họ bốn người chỉ có lẫn nhau. Bọn họ chính là đối phương thân nhân, bằng hữu, cho đến gặp Thiệu Thanh Viễn cùng Cố Vân Đông, bọn họ mới dần dần có lòng trung thành, nhưng đổi về nguyên lai tên chuyện này, bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, thậm chí ẩn ẩn có chút bài xích. Cố Vân Đông hiểu biết, lập tức liền nở nụ cười, này có quan hệ gì? Ta làm chủ, các ngươi liền họ Thiệu, bất quá tên sao? Các ngươi chính mình tưởng, quay đầu lại chờ Thiệu đại ca nhàn rỗi một chút sau, lại xác định xuống dưới ba người tức khắc cao hứng lên, trên mặt mang theo một tia hưng phấn, thật vậy chăng, ân. Cố vân đông thật mạnh gật đầu, kỳ thật, thiệu thanh viễn ở gặp được chính mình phía trước, lại làm sao không phải lẻ loi một mình đâu. Như vậy, cũng khá tốt, Khương Bảo cũng thay bọn họ cao hứng, xem không khí không tồi, lập tức vất vất tay nói, ta tới thế các ngươi lấy tên, ta và các ngươi nói. Tên của ta chính là chính mình mười mấy tuổi thời điểm đổi, dễ nghe đi ba người, không, bọn họ cự tuyệt. Cố vân đông thấy sự tình đã nói định rồi, lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự tới, ta hôm nay lại đây là tìm A Trư, ta nghĩ làm hắn đi hưng thao phố giúp tiểu duyên bọn họ trước chích ngừa ngưu đậu. A Trư nghe vậy lập tức tới hứng thú, hành A không thành vấn đề, chích ngừa ngưu đậu ta có thể so hôm nay vạn kim các những cái đó đại phu còn muốn lành nghề, ta hiện tại liền đi, nói xong xoay người liền chạy vào nhà lấy chính mình hồng thuốc đi. Cố vân đông sợ tiểu di người nhà đối bọn họ không quen thuộc, liền làm đồng thủy đào cùng đi. Nàng chính mình về trước tiểu nhị tiếng. Qua hai ngày sau, thung tử quả nhiên ăn mặc một thân chỉnh tề quần áo mới đi cửa hàng. Giữa trưa thời điểm tô tình tới cấp tô trường thuận đưa cơm, hai người lúc này mới gặp mặt. Cố vân đông không biết bọn họ cụ thể hàng huyên cái gì, nhưng là thung tử ngày hôm sau liền chạy đi tìm thạch gia phu thê, sau đó đến tô gia cầu hôn. Cố vân đông bị mời đến nương chứng kiến thung tử cùng tô tình hai người hôn sự, liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày liền định ra, mà vạn kim các ngưu đậu chích ngừa cũng tiến hành hừng hực khí thế, ngày ấy phan trưởng quầy nháo sự tình rốt cuộc vẫn là truyền ra tới. Rất nhiều người đều đã biết này kinh thành phái xuống dưới thái y thế nhưng là phượng khai huyện người, nhưng rốt cuộc là thật là giả còn không xác định, mà đúng lúc này, hồng vận trà lâu ngoài cửa lớn, lại treo lên tân tiêu đề, mọi người chỉ vào này tiêu đề nghị luận sôi nổi có người càng là gấp không chờ nổi muốn tìm lưu chủ nhân trước đó hỏi rõ ràng đáp án. Hiện giờ ngưu đậu chích ngừa, đã ở toàn bộ phủ thành đều truyền khắp, cơ hồ là không người không biết. Cho nên Hồng Vận Trà Lâu lúc này đây dự định vị trí khách nhân, so với lần trước còn muốn nhiều ra gấp đôi tới. Thiệu Thanh Viễn lại là mấy ngày không đã trở lại, vạn kim các có trụ địa phương, chích ngừa xong ngưu đậu người tạm thời là không thể rời đi, đều phải ở vạn kim các ngốc mấy ngày. Thiệu Thanh Viễn làm bác sĩ phụ trách, tự nhiên cũng muốn tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Cũng may, ngày ấy muốn làm sự người lậu dấu vết bị Thiệu Thanh Viễn nhìn đến, hiện giờ bị Tần Văn Tranh bắt được tới, bởi vậy kế tiếp chích ngừa, đều thực bình tĩnh. Nhưng mà liền tại đây một ngày, ngoài thành lại đột nhiên tới bảy tám cá nhân, tìm tới Cố Vân Đông, chương 1025 lời đồn các loại phiên bản, Cố Gia đang định ăn cơm chiều thời điểm, tiểu nhị tiếng đại môn liền bị gõ vang lên. Lữ Thắng ở bận việc, cố đại phượng đi khai môn, thấy ngoài cửa người khi đều ngây ngẩn cả người, các ngươi, các ngươi sao tới, cố vân đông nghe được tiếng vang, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, thấy cửa người cũng kinh ngạc không thôi, Trần Bá, tới, đúng là Vĩnh Phúc thôn thôn trưởng Trần Lương, hắn phía sau còn đi theo trong thôn mặt khác thôn dân, có nam có nữ, hơn nữa Trần Lương tổng cộng 8 người, hơn nữa mang theo bọn họ lại đây Trần Tiến Bảo, cửa này ngoại đều cấp chen đầy đoàn người thoạt nhìn đều phong trần mệt mỏi bộ dáng, cố vân đông vội tránh ra nửa cái thân mình, các ngươi đây là vừa đến phủ thành, tiên tiến đến đây đi, có nói cái gì trong chốc lát lại nói, trần lương lao một phen mặt, ai, quấy rầy, cố vân đông lãnh một đám người vào nhà chính, cố đại giang cũng ra tới, cho bọn hắn đổ nước đường, đoàn người đều uống lên thật lớn một ngụm, toàn bộ thân mình đều ấm áp dễ chịu, mới chậm rãi thở ra một hơi tới, chờ hoảng quá khí tới, Trần Lương mới nói nói, cố lão đệ, vân đông, chúng ta cũng không phải cố ý lúc này tới cửa đến quấy rầy, thật sự là có một số việc sốt ruột thực, muốn hỏi cái minh bạch, cố vân đông cùng cố đại giang nhìn nhau liếc mắt một cái, người hỏi đó là, chúng ta nghe nói, kinh thành bên kia đã tìm được rồi giải quyết bệnh đậu mùa biện pháp, hiện tại Thái Y liền ở phủ thành cấp mọi người tiếp, tiếp gì loại, nhưng này Thái Y lại không đến huyện thành đi đúng không, cố vân đông ngẩn ra, không thể tưởng được bọn họ hỏi chính là cái này không đợi đến nàng trả lời bên cạnh một cái khác thôn dân cũng đã gấp không chờ nổi hỏi đúng vậy vân đông này thái y chỉ ở phủ thành cho người ta chữa bệnh liền mặc kệ huyện thành sao khi chúng ta thôn không phải càng không cơ hội hiện tại toàn bộ phượng khai huyện đều truyền khai nói cái gì chỉ có ba tháng thời gian này chích ngừa liền kết thúc khi nào hành a ba tháng về sau mặc kệ chúng ta không phải chỉ có chờ chết phân sao bằng gì không cho chúng ta chích ngừa a à. chúng ta nghe nói muốn tới trước phủ nha tới đăng ký nhưng chúng ta hỏi qua phủ nha đăng ký nhân số đã sớm vượt qua 3 tháng căn bản là không chúng ta phân trần lương một mở miệng mặt sau người liền mồm năm miệng mười nói khai lần này tới người bên trong trừ bỏ trần lương ở ngoài còn có lục thái gia tôn tử cùng với ở trong thôn thanh danh tương đối hảo có thể nói được với lời nói người mấy cái phụ nhân cũng là cơ linh có khả năng hoặc nhìn mọi người đều rất coi trọng lần này chích ngừa chỉ là tin tức truyền đến truyền đi này phiên bản liền đủ loại hiển nhiên mọi người đều nghe được cái biết cái không này cũng không có biện pháp tuy rằng huyện thành cũng có thuyết thư tiên sinh đem sự tình cấp giảng minh bạch nhưng tổng không đến mức tất cả mọi người chạy tới trà lâu nghe này liền dẫn tới mỗi người nghe được trọng điểm đều không giống nhau bất quá cố vân đông nhịn không được nhìn về phía trần tiến bảo trần tiến bảo là đi tới đi lui phủ thành cùng vĩnh phúc thôn đưa hóa này phủ thành sự tình hắn hẳn là biết đến a à, như thế nào cũng chưa nói rõ ràng trần tiến bảo sờ sờ cái mũi cười gượng một tiếng cũng không biết như thế nào giải thích mới hảo nhưng thật ra trần lương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cùng cố vân đông nói chúng ta còn nghĩ tiểu tử này ở phủ thành ngốc thời gian trường hẳn là rõ ràng nhưng không nghĩ tới một cái hỏi đã hết ba cái là không biết nếu không chính là chính mình cũng mơ hồ, càng nói càng không rõ ràng lắm, ta đây cũng là sợ hắn hỏng việc, dứt khoát liền chính mình chạy đến phủ thành tới hỏi thăm, nhưng rốt cuộc đối phủ thành trời xa đất lạ, tới rồi này, hắn liền theo bản năng tới tìm cố gia. Chương 1026 mang các ngươi nghe thuyết thư, trần Tiến bảo âm thầm thở dài một hơi, không phải hắn nói không rõ A, à, mà là có một số việc hắn không thể nói A, à. Ngưu đậu chích ngừa pháp sự tình hắn rõ ràng nhưng là làm hắn khiếp sợ chính là thiệu thanh viễn cư nhiên chính là cái kia từ kinh thành tới thái y việc này hắn căn bản là không có biện pháp cùng cha mẹ nói rốt cuộc ngay từ đầu việc này đến gạt hắn nếu là nói hỏng rồi tri phủ đại nhân sự làm sao bây giờ cho nên ở trần lương hỏi hắn vấn đề thời điểm hắn chỉ nói vĩnh phúc thôn tất cả mọi người sẽ chích ngừa thượng làm hắn yên tâm chờ đến trần lương hỏi hắn vì cái gì như vậy khẳng định khi Trần Tiến Bảo lại nói không nên lời nguyên nhân tới, như thế vài lần, lời mở đầu không đáp sau ngữ, Trần Lương liền không tin lời hắn nói, một hai phải tự mình lại đây nhìn xem, hắn là cái tận tâm tận trách thôn trưởng, chính mình không chích ngừa không sao cả, nhưng trong thôn nhiều người như vậy đâu, hắn là thôn trưởng, chuyện lớn như vậy hắn không ra mặt ai ra mặt. Luôn là muốn hiểu biết rõ ràng, Cố Đại Giang ở một bên nghe được rất là cảm khái, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi yên tâm đi, không các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Dự phòng bệnh đậu mùa biện pháp là thật sự, hoàng thượng phái người tới phủ thành cho người ta chích ngừa cũng là thật sự, nhưng tuyệt đối không ngừng là phủ thành, viện thành, trấn trên, thôn, ai đều sẽ không rơi xuống. Trần Lương nghe vậy ánh mắt sáng lên, thật sự, cố vân đông hồi, đương nhiên là thật sự, Trần Bá nếu là không tin, vừa lúc, ngày mai hồng vận trà lâu có tràn thực hỏa bạo bình thoại, ta đính vị trí đến lúc đó mang các ngươi đi nghe một chút thế nào trần lương giật mình vội lắc đầu đều khi nào ta nào có cái kia tâm tư nghe người ta thuyết thư a ở đây những người khác nhưng thật ra có hứng thú phủ thành bên trong thuyết thư thực xuất sắc bọn họ khó được tới một lần dù sao cũng phải nhìn một cái nghe một chút nguyên bản liền nghĩ hỏi thăm rõ ràng mua điểm đồ vật mang về lại hảo hảo cùng người ta nói nói này phủ thành phồn hoa thịnh cảnh nhưng nghe trần lương như vậy nói bọn họ liền chỉ có thể mất mát gục đầu xuống không phát biểu ý kiến cố vân đông cười nói trần bá ngươi trước không vội cự tuyệt ngươi không phải nói không hiểu biết này ngưu đậu chích ngừa phát chuyện gì xảy ra cũng không biết vĩnh phúc thôn có thể hay không bài thượng hào sao ngươi ngày mai đi nghe một chút liền cái gì đều minh bạch phải không nghe thuyết thư là có thể nghe minh bạch hắn nhịn không được nhìn về phía cố đại giang người sau gật đầu nghe vân đông không sai hắn một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng nhưng thật ra làm trần lương tâm thoáng yên ổn xuống dưới hắn liền biết vân đông so với hắn gia nhi tử muốn đáng tin cậy nhiều kia kia hành đi trần lương đứng lên hôm nay quấy rầy chúng ta đây liền đi trước ngày mai lại cùng các ngươi đi kia cái gì cái gì hồng vận trà lâu nhìn xem cố vân đông vội hỏi nói đã trễ thế này các ngươi còn không có ăn cơm đi ta làm phòng bếp thêm vài món thức ăn ăn lại đi chúng ta đều mang theo lương khô trên đường đã ăn qua không phiền toái các ngươi vội đi không cần đưa chúng ta vừa lúc đuổi kịp cơm điểm thời điểm lại đây trần lương cũng thật ngượng ngùng nhưng là không có biện pháp không ngừng là hắn chờ không được những người khác cũng là đặc biệt là trải qua phủ nha cửa thời điểm phát hiện đại buổi tối còn có không ít người ở bên ngoài chờ vậy các ngươi buổi tối ở tại chỗ nào cố đại giang hỏi trần lương nói Chúng ta vào thành thời điểm vừa vặn đụng phải Phùng Đại Năng, làm hắn hỗ trợ ở khách điếm Định hai cái đại giường chung, có chỗ ở. Phùng Đại Năng hiện giờ sinh ý rất tốt, năm sau tới phủ thành thời điểm, thuận tiện đem Thê Nhi cũng tiếp nhận tới. Hiện giờ ở phủ thành thuê một chỗ sân nhỏ, nhật tử nhưng thật ra quá đến càng thêm dễ chịu lên. Chương 1027 quê nhà hương thân, nhưng mà bọn họ bên này lời nói vừa mới nói xong, viện môn liền bị gõ vang lên mới vừa nhắc tới quá phùng đại năng đi đến, trên mặt mang theo hổ thẹn chi sắc, đối Trần Lương nói, thôn trưởng, xin lỗi, Trần Lương sửng sốt, sao, đại dường chung, cũng chưa. Hắn hỏi thật nhiều gia khách điếm, mọi người đều nói đã không phòng, không ngừng đại dường chung đã không có, liền thượng phòng cùng bình thường phòng cũng không có, Trần Lương kinh ngạc, lớn như vậy phủ thành, không phòng ở. Này lại không phải chạy nạn thời điểm, sao liền? Cố vân đông vừa rồi liền nghĩ tới, chỉ là chưa kịp nói, phùng đại năng liền đã trở lại, nhìn Trần Lương mấy người có chút lo âu thần sắc, nàng nói, Phủ Thành hiện tại ở chiếc ngừa ngưu đậu, cho nên có rất nhiều nghe tin mà đến bá tánh, không ngừng đại dường chung đã không có, chỉ sợ rất nhiều có thể thuê sân cũng không có, cái này cũng là không thể tránh tránh cho, tuyên hòa phủ phía dưới tương ứng huyện thành có không ít, những cái đó nghe được tin tức khẳng định đều có chút cấp không chờ nổi chạy đến phủ thành tới nghiệm chứng tin tức có phải hay không là thật, đặc biệt còn có một ít có tiền gia đình giàu có, bên người còn mang theo không ít hạ nhân hộ vệ, những người này đại bộ phận đều là ở tại đại dường chung, trần lương đám người tới có chút vãn, tự nhiên liền không vị trí, kia làm sao? Nếu không, chúng ta đi phá miếu bên trong tể một đêm đi. Có người đề nghị, cũng có người nhìn thoáng qua cố gia tiểu nhị tiếng, đáng tiếc thực mau lại thất vọng rồi này chỗ ngồi cũng quá nhỏ cố gia lại nhiều người như vậy vẫn là đừng nghĩ này đó đều là vĩnh phúc thôn người ngày thường cùng cố gia quan hệ cũng còn tính không tồi cố vân đông khẳng định sẽ không làm cho bọn họ đi trụ phá miếu này thành cái gì trần bá ta cùng thiệu đại ca cửa hàng mặt sau đều mang theo sân hiện tại nhưng thật ra còn có mấy gian phòng không nếu là các ngươi không ngại nói tể một tể trước ở đi cố ký hậu viện nguyên bản có ba cái trụ phòng, trịnh cương là trưởng quầy ở một gian, phía trước cấp thung tử cũng có chuẩn bị nhà ở, nhưng hắn cùng khương bảo bọn họ ở bên ngoài thuê cái tiểu viện tử, chỉ là ngẫu nhiên trực ban thời điểm trụ một đêm, cho nên chỉ có đơn giản đệm chăn, còn có một cái, đó là cấp trần tiến bảo bọn họ mấy cái vận hóa người chuẩn bị, khá lớn. Thiệu thanh viễn hiệu thuốc hậu viện lớn hơn nửa một chút, hiện giờ ở A Trư vài người, cũng còn có hai gian phòng là không, tính xuống dưới có bốn gian phòng, trụ chính người cũng không có gì vấn đề. Trần Lương còn có chút băn khoăn, này, có phải hay không quá phiền toái, quê nhà hương thân, giúp đỡ cho nhau sao? Trần bá ngươi trước kia cũng giúp ta rất nhiều, đây đều là việc nhỏ mà thôi, sự tình liền nói như vậy định rồi, Trần Tiến bảo nhận được cửa hàng vị trí, từ hắn mang qua đi là được. Một đám người vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Vân Đông ở Phủ Thành cửa hàng, Nhìn sao huyện thành còn muốn lớn hơn rất nhiều cố ký, mấy người trong mắt đều lóe kinh ngạc cảm thán, cuối cùng quyết định ba nữ nhân lưu tại cố ký bên này nhàn rỗi nhà ở, ba người một phòng. Trần Tiến Bảo cùng Trần Lương trụ tới rồi thung tử ngẫu nhiên trụ nhà ở, dư lại bốn cái nam nhân nhiều đi rồi vài bước lộ, đi Thiệu Thanh viễn hiệu thuốc, kể từ đó, nhưng thật ra ở rất rộng mở, ít nhất, so với ở khách điếm đại dường chung muốn tự tại thoải mái nhiều. Trần Lương còn có chút cảm khái, lúc trước cố gia nha đầu mới vừa mang theo nàng nương cùng đệ đệ muội muội tới Vĩnh Phúc Thôn thời điểm, ta còn tưởng rằng nhà bọn họ không cái thành niên nam tử về sau sợ là muốn quá thực gian nan, không nghĩ tới, toàn bộ trong thôn mạch quá tốt nhất chính là bọn họ gia. Chương, 1028 dẫn bọn hắn đi nghe thư, Trần Tiến Bảo có chút tự hào, rốt cuộc cố vân đông hiện giờ là hắn chủ nhân đúng không? Hắn ngăn là nhà bọn họ, từ khi nàng tới lúc sau vĩnh phúc thôn bao nhiêu người quá thượng hảo nhật tử trước kia ngày mùa đông mọi người đều phải đi trong thành mặt tìm sống làm khó tìm không nói liền tính tìm được rồi mệt chết mệt sống hai tháng khi tiền công liền lấy về gia quá cái năm đều không đủ hiện giờ bao nhiêu người hâm mộ chúng ta thôn ăn tết nhà ai không thịt cá trần lương cười cười đúng vậy nếu không phải cố gia chúng ta này sẽ đến phủ thành chỉ sợ thật sự muốn đi phá miếu bên trong tể một đêm, nói không chừng liền phá miếu cũng chưa chỗ ngồi cho bọn hắn để lại. Phụ tử hai cái nói vài câu liền nghỉ ngơi, mặt khác mấy cái phòng người cũng đang nói khởi cố gia, bọn họ đều là lần đầu tiên tới Phủ Thành, tuy rằng có Trần Lương thôn trưởng này ở, cũng có Trần Tiến Bảo mang theo, nhưng tâm lý rốt cuộc thấp thỏm không được, cho đến vào tiểu nhị tiếng, gặp được cố gia người, này tâm mới cảm thấy kiên định xuống dưới hiện giờ tại đây trời xa đất lại địa phương, càng là có cái thoải mái nghỉ chân địa phương, có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc, thật là so cái gì đều cường, cố gia lại vẫn là bộ dáng cũ, cơm nước xong sau liền sớm nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau, cố vân đông liền mang theo dương thị cùng vân khả ra cửa, tiểu cô nương trên người đậu ấn đã không có, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đãi ở trong phòng, liền sân cũng chưa đi ra ngoài quá. Nhưng đem nàng cấp buồn hỏng rồi. Cố Vân Đông liền nghĩ mang nàng đi ra ngoài giải sầu, nghe một chút thư. Cố Đại Giang muốn đi thư viện, Cố Đại Phượng muốn đi chợ, Biển Hán muốn điêu khắc, bởi vậy ra cửa chỉ có các nàng ba cái cũng một cái đồng thủy đào. Đoàn người đi trước cố ký, đến thời điểm những người khác đều ở. Giờ phút này đang muốn giúp đỡ sửa sang lại hàng hóa, kết quả bị thung tử đều đuổi tới hậu viện đi, chúng ta này đều làm quen tay, các ngươi chuyển đến dọn đi ta ngược lại tìm không thấy đều đi hậu viện nghỉ ngơi đi, đừng ngốc này vướng chân vướng tay, cửa hàng liền như vậy điểm đại, các ngươi nhiều người như vậy đều chen đầy, Trần Lương chụp hắn một chút, ngươi tên tiểu tử thúi này, nhưng vẫn là mang theo người đi hậu viện, cố vân đông trực tiếp đi hậu viện tìm bọn họ, thấy mấy người đều không chịu ngồi yên bộ dáng, giúp đỡ hậu viện lại là quét tước lại là sát cái bàn, nhịn không được nở nụ cười, Trần Bá, các ngươi ăn cơm sáng không, đều ăn. Tiến Bảo nói bên kia có cái tiệm bánh bao, chúng ta một người mua hai đại bánh bao, nhưng nhưng thật ra rất nhiều, chính là quý, muốn hai văn tiền một cái đâu, chúng ta huyện thành mới một văn tiền, phủ thành tuy rằng hảo, lại đại lại phồn hoa, nhưng không điểm tích tụ người, tại đây thật đúng là sinh hoạt không đi xuống, gì gì đều quý. Cố Vân Đông thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền đối với mấy người nói, kia chúng ta đi thôi, hiện tại qua đi cũng không sai biệt lắm mấy người lập tức đứng dậy có người còn cẩn thận nhìn nhìn chính mình trên người quần áo phát hiện không thay đổi nhăn lúc này mới an tâm không vận lâu khoảng cách cố ký vẫn là có một chút khoảng cách chờ bọn họ tới rồi liền phát hiện toàn bộ trà lâu đều chen đầy liền cửa đều tể vài tầng bọn họ đều không qua được ngoan ngoãn này trà lâu sinh ý cũng thật tốt quá khách nhân nhiều như vậy trần lương phía sau một vị họ vạn phụ nhân nhìn trước mặt cảnh tượng khiếp sợ mở miệng cố vân đông tả hữu nhìn nhìn quả nhiên vẫn là nhìn đến điếm tiểu nhị cấp cửa đằng ra tới một cái lối đi nhỏ nàng vội mang theo người đi qua điếm tiểu nhị nhận thức nàng cố cô nương tới mau bên trong thỉnh cố vân đông sớm đến phòng mang theo người thẳng hướng bên trong đi ngoài cửa người đều hâm mộ nhìn bọn họ đoàn người chương một nghìn không trăm hai mươi chín thế nhưng là chúng ta tuyên hòa phủ người vào trà lâu người cũng vẫn là rất nhiều mãi cho đến lầu hai phòng đoàn người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao nhiều người như vậy, tể đến ta thiếu chút nữa không xuyển thượng khí tới. Mọi người một bên xoa xoa thái dương hãn, một bên sửa sang lại trên người quần áo, cố phân đông làm điểm tiểu nhị trước thượng hai hồ trà, lộng điểm tiểu thái điểm tâm đi lên, lúc này mới làm mọi người ngồi xuống, đối với Trần Lương đám người nói, ngày thường cũng không nhiều người như vậy, này không phải hôm nay thuyết thư nội dung hấp dẫn người sao cho nên người liền nhiều. Trần Lương kinh ngạc, ngươi hôm qua nói bọn họ giảng chính là kia ngưu đậu chích ngừa sự đúng không? Không phải nói nói xong sao? Sao nhiều như vậy thiên còn không có nghe nị, ngưu đậu chích ngừa sự là nói xong, kế tiếp còn có đâu, trong chốc lát ngươi nghe một chút liền minh bạch, Trần Lương gật gật đầu, cũng tới hứng thú. Hắn trước kia cũng đi huyện thành trà lâu bên trong nghe qua thư, nhưng lúc ấy đều là ngồi sổng ngoài cửa, dựng lỗ tai nghe, này vẫn là lần đầu tiên ngồi ở phủ thành lầu hai ghế lô, còn uống trà ăn điểm tâm, cảm giác này còn mang mới lạ, hắn đều như vậy cảm thụ, những người khác liền càng là như thế, bọn họ cũng không dám đi uống trà, liền mắt trong mong nhìn dưới lầu, vẫn là vân khả tiểu cô nương cùng cái ham sơ nhỏ giống nhau, ngao ô ngao ô ăn điểm thịt kho, vừa ngẩng đầu phát hiện mọi người cũng chưa động thủ, nghĩ nghĩ từ trên bàn xuống dưới, một người phân một khối lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục bò lên trên ghế dựa ăn cái gì. Cố vân đông sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngay sau đó liền nghe được dưới lầu truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm, ra tới ra tới, phạm tiên sinh ra tới, mọi người đều an tĩnh, quả nhiên, dưới lầu nháy mắt liền một mảnh yên tĩnh, ghế lô nội người cũng sôi nổi thăm dò đi xuống xem, trần lương càng là một tay đem trong tay thịt kho cấp nhét vào trong miệng, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía dưới lầu cái kia đi đến đài thượng, ăn mặc áo dài thoạt nhìn phá lệ nho nhã tiên sinh. Thuyết thư tiên sinh mặt mày hồng hào bộ dáng, đi đến cái bàn phía trước, đem kinh đường một cùng nước trà cấp dọn xong, lúc này mới thông thả ung dung mở miệng, làm mọi người đợi lâu, lão hủ đã tới chậm, trước tiên ở nơi này cho đại gia bồi cái không phải, hắn hơi hơi làm vái chào. Dưới lầu khách nhân đã sớm chờ không được, xua xua tay nói, Phạm tiên sinh cũng đừng để ý này đó lễ nghĩa, chạy nhanh bắt đầu đi, chúng ta đều đợi hảo chút thiên, liền chờ hôm nay đâu, chính là chính là, Phạm Tiên Sinh mau bắt đầu, chúng ta đặc biệt muốn biết vị kia phát minh ngưu đậu chích ngừa Pháp Dũng Sĩ rốt cuộc là ai, Dũng Sĩ, cố vân đông khóe miệng run rẩy hai hạ, ho nhẹ một tiếng, uống một ngụm trà thủy, dưới lầu Phạm Tiên Sinh động tác lại vẫn là chậm rì rì, người xem tâm ngứa hận không thể đi lên thế hắn nói, sau một lúc lâu, mới nghe được kinh đường một bang một tiếng thật mạnh gõ vang cực kỳ đột ngột một tiếng làm ghế lô nội mấy người tim đập đều hung hăng rung lên liền hô hấp đều phóng nhẹ ngay sau đó liền nghe được phạm tiên sinh dương cao thanh âm nói lần trước chúng ta nói đến có người ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành trăm phương nghìn kế đem ngưu đậu chích ngựa pháp y phương đưa đến tống phủ ngàn khó vạn hiểm mới giao cho tống thái y trên tay lúc này mới làm ngàn vạn bá tánh được đến này lớn lao phúc âm mọi người, người ngàn rất nhiều a à muốn nói người này rốt cuộc là ai, kia đã có thể đến tinh tế nói. Phạm tiên sinh trong tay kinh đường một lại, bang, thật mạnh một phách, khóe miệng đột nhiên ngậm kiêu ngạo tự hào cười, nhưng mà càng làm cho đại gia không thể tưởng được chính là, người này, thế nhưng là chúng ta tuyên hòa phủ người. Chương 1030 giải hay không khí, cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, Phạm tiên sinh ngươi nói thật, vị này phát minh ngưu đậu chích ngừa pháp dũng sĩ, là chúng ta tuyên hòa phủ người thiên a à. thế nhưng là chúng ta này người tuyên hòa phủ còn có như vậy nhân tài ha 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 nguyên lai là chúng ta đồng hương chúng ta tuyên hòa phủ muốn nổi danh ai u phạm tiên sinh ngươi chạy nhanh nói không chừng ngươi nói ta còn nhận thức người này đâu phạm tiên sinh vừa lòng nhìn mọi người kích động bộ dáng đừng nói bọn họ ngay cả hắn ở biết chuyện này thời điểm cũng là vẻ mặt tự hào quê nhà ra cái người tài ba nhưng còn không phải là trên mặt có quan sao. Hắn ha ha cười, người này thân phận, có lẽ thật là có không ít người biết. Phạm tiên sinh dơ dơ lên tay, thiệu ký hiệu thuốc, mọi người đều biết đi, không sai, thiệu thanh viễn hiệu thuốc, đã kêu thiệu ký hiệu thuốc. Trước cuộc hắn cùng Vân Đông là vị hôn phu thê, nói như thế nào cũng đến phu sướng phụ tùy, nàng cửa hàng kêu cố ký, chính mình đã kêu thiệu ký, thật tốt nhớ. Hơn nữa nhân gia vừa nghe liền biết bọn họ là một đôi nhi mọi người vừa nghe thiệu ký hiệu thuốc tức khắc cúi đầu khe khẽ nói nhỏ lên ở đây có người biết thiệu ký có người không biết nhưng lầu hai phòng nội trần lương mấy người lại là đối tên này quen thuộc không thể lại quen thuộc có mấy người hôm qua cái còn liền ở tại thiệu ký hiệu thuốc hậu viện đâu đoàn người hai mặt nhìn nhau cuối cùng bá một chút đem tầm mắt tập trung ở cố vân đông trên người người sau nhấp nhấp môi tiếp tục nghe dưới lầu phạm tiên sinh thanh âm tiếp tục vang lên này thiệu ký hiệu thuốc, là từ phượng khai huyện chạy đến chúng ta này tuyên hòa phủ, hiệu thuốc chủ nhân thiệu thanh viễn, kia chính là lớn lên tuấn tú lịch sự, tuấn lãng phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh A, phạm tiên sinh, chẳng lẽ này ngưu đậu chích ngừa pháp, chính là vị này thiệu thanh viễn thiệu chủ nhân phát minh. Có người lớn tiếng hỏi, phạm tiên sinh ha ha cười, không sai, đúng là thiệu chủ nhân, xôn sao, một tiếng, dưới lầu nháy mắt nổ tung mà trên lầu Trần Lương đám người, càng là khiếp sợ liền trong mắt đều chuyển bất động. Bọn họ, vừa mới nghe được cái gì, cái kia, cái kia có thể dự phòng bệnh đậu mùa ngưu đậu chích ngừa Pháp, là, là thiệu thanh viễn phát minh. Sao có thể đâu, Phạm Tiên Sinh nói, lại nói tiếp, này thiệu thanh viễn thiệu chủ nhân kia thật là thâm tàn bất lộ, phá lệ điệu thấp A. Nghe nói hắn đánh tiểu liền đối học y cảm thấy hứng thú, y thuật phương diện thiên phú kinh người, nhân gia muốn bối ba năm mười biến y phương, hắn xem một lần liền nhớ kỹ, những cái đó diện mạo tương tự thảo dược, hắn xem một lần liền nhận biết, liền nói năm trước, kia lục dương huyện liền có cùng nhau lan băm gạt người sự kiện, mọi người đều biết đi, kia lan băm dùng cỏ dại thay thế dược liệu, đó là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lừa vài cái trong thôn bá tánh A, ngay cả kia gia đình giàu có đại lão gia đều mắc mưu. Bạch bạch cho kia lan băm không ít tiền bạc, nhưng không nghĩ tới thiên lý tuần hoàng báo ứng khó chịu, người này thế nhưng đem chủ ý đánh tới thiệu chủ nhân trên đầu tới, này thiệu chủ nhân khai hiệu thuốc, cho nên nơi nơi thu thảo dược, trong đó có một mặt dược phi thường khó được, không nói chúng ta này phủ thành, liền kinh thành đều không nhất định có, thiệu chủ nhân nghe nói vị này lan băm trên tay có, liền tưởng giá cao thu mua, hắc, không nghĩ tới này dược là giả, thiệu chủ nhân liếc mắt một cái liền xuyên qua theo sát liền phát hiện này lan băm giỏ thuốc bên trong những cái đó dược thế nhưng toàn bộ đều là bộ dáng tương tự cỏ dại mà thôi, trực tiếp khiến cho người đem này lan băm cấp tặng quang, miễn cho hắn lại tiếp tục tai họa dân chúng. Các ngươi nói, này thiệu chủ nhân làm sự, giải hay không khí? Chương, 1031 không chút nào làm ra vẻ lý do, hả giận. Có người lập tức phụ họa, phạm tiên sinh ngươi không biết, ta chính là kia tiêu gia thôn, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy đến thiệu chủ nhân xuyên qua kia lang băm quỷ kế cứu chúng ta toàn thôn người tánh mạng a xôn xao một chút tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cái kia người nói chuyện người nọ lau một phen nước mắt là thật sự lúc ấy ta nhi tử vừa lúc bị phong hàn kết quả kia lang băm khai dược hai ngày chẳng những không hảo bệnh tình còn tăng thêm nếu không phải thiệu công tử ta nhi tử liền phải bị kia lang băm cấp hại chết a phạm tiên sinh gật gật đầu đúng vậy may mắn thiệu công tử xuất hiện kịp thời mọi người nháy mắt liền đối với thiệu thanh viễn có hảo cảm không thể tưởng được này thiệu ký hiệu thuốc chủ nhân thế nhưng như vậy lợi hại ta phía trước còn gặp qua này thiệu chủ nhân người phi thường tuổi trẻ một chút đều nhìn không ra tới hắn có bực này bản lĩnh các ngươi không biết lúc trước thiệu ký hiệu thuốc khai trương thời điểm chúng ta phủ thành đi không ít đại phu lúc ấy những cái đó đại phu nhìn đến kia hiệu thuốc những cái đó thảo dược lúc sau đều điên rồi nói đều là chút khó gặp hảo dược liệu một đám đều phải mua hơn nữa một mua chính là một bao tải thật sự khi chúng ta về sau bốc thuốc có phải hay không đi thiệu ký hiệu thuốc tốt nhất dù sao về sau nếu là tìm không thấy dược liệu liền đi thiệu ký nhìn xem trên lầu cố vân đông thính tai mơ hồ có chút lời nói truyền tới nàng lỗ tai tức khắc vừa lòng cười này tuyên truyền nhiều lợi hại sau này thiệu đại ca cửa hàng sinh ý nhưng một chút đều không cần sầu Phạm Tiên Sinh cũng vẻ mặt vừa lòng bộ dáng, uống lên miếng nước tiếp tục nói: Thiệu công tử người này điệu thấp a, à, làm chuyện tốt như vậy cũng chưa bao giờ nói. Hắn liền yên lặng mở ra hiệu thuốc, thu mua dược liệu. Có người hỏi hắn: Ngươi nếu ở y thuật phương diện có này thiên phú, vì sao không lo đại phu, lại chạy tới khai hai nhà hiệu thuốc đâu? Các ngươi đoán, Thiệu công tử như thế nào hồi? Như thế nào hồi? Cái này bọn họ nào biết? nhưng nếu phạm tiên sinh muốn hổ động kia bọn họ liền miễn cưỡng phối hợp một chút đi có người đoán được thiệu chủ nhân có phải hay không nói chính mình tuổi nhẹ sợ mọi người không tin hắn y thuật hảo ta cảm thấy thiệu chủ nhân khẳng định nói hắn thích giải quyết nghi nan tạp chứng những cái đó tiểu bệnh tiểu đau quá đơn giản hắn muốn giải quyết những cái đó hơn một ngàn năm cũng chưa biện pháp giải quyết nan đề liền tỉ như cái này dự phòng bệnh đậu mùa biện pháp có phải hay không mọi người cảm thấy người này nói đáng chết có đạo lý. Rốt cuộc, thiên tài đều thích khiêu chiến có khó khăn, Phạm Tiên Sinh lại nhịn không được khóe miệng trừ trừ, cái này, thiệu chủ nhân nhưng thật ra không ngươi nói như vậy vĩ đại, hắn lắc lắc đầu, nói, không phải vậy. Thiệu chủ nhân nói, hắn muốn kiếm tiền, hắn thích bạc, cho nên hắn muốn khai hiệu thuốc, kiếm đồng tiền lớn, thế nhưng là như thế không chút nào làm ra vẻ lại tươi mát thoát tục lý do sao, có phải hay không có điểm trên lầu cố vân đông âm thầm hừ lạnh một tiếng đương nhiên muốn tục một chút bằng không các ngươi cho rằng ta thiệu đại ca là trách trời thương dân lại mềm lòng người tốt một đám tới cửa mua thuốc đều không trả tiền làm sao bây giờ đến lúc đó còn dùng đạo đức bắt cóc khi nàng thiệu đại ca không phải mệt lớn còn đừng nói phía trước nghe phạm tiên sinh nói thiệu chủ nhân vạch trần lan băm cử động cảm thấy hắn là cái đại thiện nhân nghĩ không có tiền liền đi nhà hắn hiệu thuốc khóc cái nghèo cầu một cầu là có thể bạch đến hai bao dược. Hiện giờ Phạm Tiên Sinh cái này lý do nói ra, có người thất vọng thở dài một hơi, có người lại cao giọng hỏi, Phạm Tiên Sinh, kia thiệu chủ nhân nếu không thích đương đại phu, vì sao lại nghiên cứu chế tạo ra ngư đậu chích ngừa pháp đâu? Chương 1032 còn có một cái tin tức tốt, hỏi rất hay. Phạm Tiên Sinh kinh đường một một phát thiệu chủ nhân nghiên cứu chế tạo ra này y phương nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên này thiệu chủ nhân có cái thủ hạ này thủ hạ có cái đặc biệt đáng thương thân thế nguyên bản thiệu chủ nhân không biết trong lúc vô tình nghe hắn nói khởi mới biết được người này người nhà đều chết vào bệnh đậu mùa chi chứng thượng lúc này mới dẫn tới này thủ hạ lẻ loi một mình khắp nơi phiêu bạt cho đến gặp thiệu chủ nhân thiệu chủ nhân cùng này thủ hạ ở chung thời gian dài quá liền tình cùng huynh đệ Biết hắn thân thế sau liền bắt đầu chú ý bệnh đậu mùa chi chứng, nghĩ nếu là có biện pháp dự phòng này chứng bệnh, sau này cũng liền sẽ không có người lại giống như hắn này thủ hạ như vậy lẻ loi hiu quạnh từ nhỏ thê lương. Hắn tưởng a à, tưởng a, à, ăn cơm cũng tưởng, ngủ cũng tưởng, đi đường cũng tưởng. Cuối cùng linh quang vừa hiện, người này sẽ đến bệnh đậu mùa, khi động vật đâu? Heo a ngưu a dương a, chúng nó nếu là nhiễm bệnh đậu mùa sẽ thế nào? thiệu chủ nhân lúc ấy liền chạy đến vùng ngoại ô nông trường đi hắn đi trước nhìn ngưu phát hiện ngưu sẽ đến ngưu đậu mà vẫn luôn chăn nuôi ngưu hán tử cũng sẽ nhiễm ngưu đậu vấn đề là những cái đó nhiễm quá ngưu đậu người lại không đến quá bệnh đậu mùa các ngươi nói này hiếm lạ không hiếm lạ nguyên lai like đến quá ngưu đậu người liền sẽ không lại đến bệnh đậu mùa thiệu chủ nhân cao hứng cực kỳ đây chính là trọng yếu phi thường phát hiện a à, nếu đây là thật sự kia này còn không phải là có thể dự phòng bệnh đậu mùa biện pháp sao nhưng là thiệu chủ nhân vẫn là không yên tâm hắn sợ chỉ là chúng ta tuyên hòa phủ ngưu sẽ có này tác dụng nếu là địa phương khác ngưu không có đâu vì vạn vô nhất thất hắn liên tiếp chạy khánh an phủ vĩnh ninh phủ vạn khánh phủ từ từ phủ thành kết quả chứng thực sở hữu tình huống đều tương đồng nhưng này còn chưa đủ người còn không có thử qua vậy không thể xác định lúc này hắn vị kia thủ hạ xung phong nhận việc yêu cầu ở chính mình trên người thí nghiệm, thiệu chủ nhân không đồng ý a, à, này vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Kết quả này thủ hạ thế nhưng chính mình đi nhiễm ngưu đậu, qua, phía dưới người phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, không thể tưởng được này thủ hạ thế nhưng còn có như vậy dũng khí, nếu là thay đổi bọn họ, đó là tuyệt đối không dám dùng loại này chưa từng nghiệm chứng quá y phương nếm thử, không cẩn thận liền mạng nhỏ cũng chưa phạm tiên sinh lau lau khóe mắt cái này kêu có nhân thì có quả a à. thiệu chủ nhân là vì này thủ hạ mới đi tìm dự phòng bệnh đậu mùa biện pháp này thủ hạ có qua có lại lại như thế tín nhiệm thiệu chủ nhân nguyện ý lấy thân thí hiểm thật là cảm động đất trời huynh đệ tình a à. cố vân đông này cuối cùng một câu như thế nào quái quái cảm giác không đúng chỗ nào dường như mọi người nghe được liên tục gật đầu quả thật là huynh đệ tình thâm quá khó được có người lớn tiếng hỏi, kia thủ hạ không có việc gì đi, không đợi Phạm Tiên Sinh trả lời, người bên cạnh liền trả lời, khẳng định không có việc gì, bằng không này thiệu chủ nhân sao có thể đem này y phương đưa đến kinh thành đi, Phạm Tiên Sinh gật đầu, xác thật, kia thủ hạ một chút việc đều không có, thiệu chủ nhân cảm thấy này y phương quá trân quý đối thiên hạ thương sinh quá trọng yếu, cho nên cũng chưa lo lắng ở trong nhà ăn Tết, liền mã bất định đề đưa đến kinh thành giao cho thái y viện viện đầu tống đại phu trong tay, mọi người nghe được đều nhiệt huyết sôi trào lên, Thiệu chủ nhân quá lợi hại, ta vì có như vậy đồng hương, kiêu ngạo, hắn đây là lập công lớn lao a, cấp chúng ta tuyên hòa phủ mặt dài, ngưu, Phạm tiên sinh gật đầu, đúng vậy, Thiệu chủ nhân lệnh người kính nể. Ở chỗ này, ta còn muốn nói cho mọi người một cái tin tức tốt, chúc đại gia nguyên đáng vui sướng, tân một năm rực rỡ. Vạn sự như chương 1033 muốn cắm đội, tin tức tốt, tất cả mọi người thăm dài quá đầu, thanh âm ngừng lại, chờ Phạm Tiên Sinh tuyên bố, nhưng thật ra có kia tin tức linh thông người đã đoán được, rốt cuộc trước đó không lâu mới có người ta nói kia Vạn Kim Các Thái y đã kêu thiệu Thanh Viễn, trước kia cũng chính là cái phượng khai huyện tiểu tử nghèo mà thôi, hiện giờ nghĩ đến, này Thiệu Thanh Viễn, đó là vị kia thái y, quả nhiên, Phạm Tiên Sinh ha ha cười mở miệng nói bởi vì thiệu chủ nhân đó là chúng ta tuyên hòa phủ người cho nên lần này bị hoàng thượng phái đến tuyên hòa phủ cấp mọi người chích ngừa người đó là hắn muốn nói đối này ngưu đậu chích ngừa nhất quen thuộc người còn thuộc chúng ta thiệu chủ nhân lúc trước nhị hoàng tử chích ngừa ngưu đậu thiệu chủ nhân toàn bộ hành trình ở đây tự mình động thủ qua phía dưới người vừa nghe nội tâm càng là kích động không thôi kinh thành bên kia thái y sẽ ngưu đậu chích ngừa là thiệu chủ nhân giáo khi hắn hiện giờ dạy bọn họ phủ thành đại phu nhóm học được chích ngừa ngưu đậu, chẳng phải là nói này đó đại phu cũng đồng dạng rất lợi hại, có này một trọng bảo đảm, bọn họ còn có gì hảo lo lắng, cũng có người đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng hỏi nói, thiệu chủ nhân nếu là tuyên hòa phủ người, nói như vậy, ba tháng sau hắn còn tại đây, chúng ta không cần lo lắng hắn đi kinh thành, lời này vừa hỏi ra tiếng, rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đặc biệt là những cái đó không kịp chạy đến phủ nha đi đăng ký người càng là nhắm mắt lại đầy mặt may mắn ai biết phạm tiên sinh lại lắc đầu tự nhiên không phải thiệu chủ nhân là phụng hoàng thượng mệnh lệnh mới lại đây mặt khác thái y đều là ba tháng thiệu chủ nhân cũng sẽ không ngoại lệ nói nữa tuyên hòa phủ chích ngừa tình huống cũng là muốn báo danh kinh thành đi ba tháng sau thiệu chủ nhân vẫn là sẽ rời đi tích, a à, mọi người tức khắc thất vọng không thôi Phạm Tiên Sinh tiếp tục nói, huống chi ta vừa rồi cũng nói, thiệu chủ nhân cũng không muốn làm đại phu, hắn còn muốn tới chỗ thu mua dược liệu, nơi nào sẽ lâu dài lưu tại Phủ Thành, mặt mặt, lại chuyện vừa chuyển, đương nhiên, đại gia cũng không cần quá lo lắng, thiệu chủ nhân khẳng định sẽ hảo hảo dạy dỗ chúng ta Phủ Thành đại phu, có hắn tự mình nhìn chầm chầm ba tháng, đại phu nhóm cũng tất nhiên rất quen thuộc, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng mọi người vẫn là cảm thấy, tốt nhất là tại đây ba tháng bên trong chích ngừa xong ngưu đậu tương đối hảo. trước cuộc thiệu chủ nhân còn ở đây a à, nếu là có cái cái gì vấn đề hắn khẳng định có năng lực giải quyết. cũng có những cái đó vẫn luôn ở quan vọng gia đình giàu có những người này không thèm để ý ba tháng kỳ hạn. trước cuộc bọn họ có bạc có nhân mạch liền tính ba tháng sau muốn thu phí cũng không nhiều lắm can hệ thái y đi rồi cũng không quan hệ bọn họ còn có thể đi kinh thành tìm kinh thành đại phu cho bọn hắn chích ngừa. Ở bọn họ xem ra, lưu tại trong kinh thành Thái Y, khẳng định muốn so phái đến địa phương tới Thái Y muốn cao minh. Khi bọn họ dạy ra những cái đó đại phu, tự nhiên cũng so này phủ thành đại phu càng thêm lợi hại một ít. Mặc kệ nói như thế nào, cũng đến trước phái người đi kinh thành hỏi thăm hỏi thăm nhị hoàng tử sự tình có phải hay không thật sự, nhìn xem những cái đó chích ngừa xong rồi người rốt cuộc có thể hay không xảy ra chuyện nhưng hôm nay nghe xong phạm tiên sinh nói bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sốt ruột này lợi hại nhất đại lão liền ở bọn họ tuyên hòa phủ bọn họ còn chạy đến kinh thành làm cái gì ba tháng sau người này nếu là thật sự buông tay mặc kệ kia bọn họ có lại nhiều bạc cũng vô dụng a à. bởi vậy ngày này lúc sau tuyên hòa phủ gia đình giàu có sôi nổi bắt đầu tìm phương pháp muốn cắm đội tưởng tại đây ba tháng nội chích ngừa tốt nhất là làm thiệu thanh viễn tự mình cho bọn hắn chích ngừa mới hảo, chương 1034 trần lương bọn họ khiếp sợ, cố vân đông đối lâu phía dưới phản ứng thực vừa lòng, đây cũng là vì cái gì trà lâu đang nói xong ngưu đậu chích ngừa pháp sau, còn sẽ có chưa xong còn tiếp nguyên nhân, lần trước thuyết thư, kỳ thật là nói cho bình thường các bá tánh nghe, những người này để ý kỳ hạn, nhân mạch, còn có tiền tài, lúc này đây, là nói cho này đó có quyền thế nhân gia nghe, bọn họ để ý là càng thêm an toàn càng thêm xác thực biện pháp tin tưởng qua nhiều thế này thiên bọn họ phái đi kinh thành tìm hiểu tin tức người hẳn là cũng không sai biệt lắm đã trở lại biết kinh thành hiện giờ cũng ở toàn thành chích ngừa hẳn là sẽ bối rối cố vân đông hơi hơi uống ngụm trà bình tĩnh đến không được nhưng ghế lô nội những người khác lại hoàn toàn sợ ngây người trần lương đám người toàn bộ đều hốt hoảng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó qua hồi lâu dưới lầu chính là Phạm Tiên Sinh lại là thật mạnh một kích kinh đường một làm kết cục, Trần Lương mấy người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ là ngay sau đó, bọn họ toàn bộ ánh mắt kích động nhìn Cố Vân Đông, thanh âm đều đang run rẩy Vân, Vân Đông, kia Tiên Sinh nói chính là thật sự, cái kia cái gì ngưu đậu chích ngừa, là, là thanh viễn làm ra tới, đúng vậy. Cố Vân Đông gật gật đầu. Một bên Trần Tiến Bảo cuối cùng thở ra một hơi, đối với hắn cha bất mãn nói, cho nên ta đều nói không cần sốt ruột không cần sốt ruột, chúng ta thôn khẳng định có thể luân thượng, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi còn cùng ta cấp, còn một hai phải tự mình chạy đến phủ thành tới, lao tâm lao lực cũng không sợ mệt, lời nói vừa mới nói xong, đã bị Trần Lương hung hăng đánh một chút đầu, ngươi nói không minh không bạch, ta không nóng nảy mới là lạ, trăng dậy xong rồi nhi tử, Trần Lương đột nhiên lại hắc 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 nở nụ cười, cương nhiên là thanh viễn, ha ha ha. Tư nhiên là Thanh Viễn, là hắn phát hiện dự phòng bệnh đậu mùa phương pháp, về sau, về sau không còn có qua qua cứu không trở lại, chúng ta này đó lão Đông Tây cũng không cần sợ hãi được bệnh đậu mùa bị nhi nữ đuổi ra gia môn, cười cười lại nghẹn ngào lên, "Hảo, thật tốt quá, thật sự là quá tốt." Trần Tiến Bảo chạy nhanh nói, "Cha ngươi lời này nói, ta như là sẽ đem ngươi đuổi ra gia môn người sao?" Trần Lương như là căn bản là không nghe được hắn nói chuyện dường như, lại khóc lại cười. Ha ha ha, chúng ta trong thôn ra cái ngưu nhân kia tiểu tử, có tiền đồ, quá có tiền đồ, Cố Vân Đông xem đến cảm khái không thôi, Trần Lương thật sự không hổ hắn tên này, coi như phi thường có lương tâm thôn trưởng. Những người khác nghe xong, cũng nhịn không được liên tục gật đầu, thậm chí cực kỳ hưng phấn nói, đúng vậy đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ vậy sự thế nhưng là Thanh Viễn làm, về sau chúng ta thôn đều nổi danh, chúng ta thôn đã sớm nổi danh ngươi không nhìn thấy này cố gia xưởng chiêu công thời điểm kia làng trên xóm dưới có bao nhiêu người lại đây, bất quá hiện tại, càng thêm nổi danh, cách không được năm trước thanh viễn đột nhiên liền đi rồi, vừa đi liền vài tháng không trở về, nguyên lai like là đi kinh thành A, ai, vừa rồi các ngươi nghe được kia thuyết thư tiên sinh nói không có, hắn nói thanh viễn tự mình cấp nhị hoàng tử chích ngừa ngưu đậu đâu, nói như vậy, hắn gặp qua hoàng thượng cùng hoàng tử đúng không? Đúng không, mọi người vừa nghe, nhưng còn không phải là sao, lúc trước cái kia cha không thương mẹ không yêu liền cơm đều ăn không đủ no sói con, tự nhiên đi qua kinh thành, gặp qua hoàng thượng, bao lớn phúc khí a, à, ân. Từ từ, Vạn thị đột nhiên nói, cái kia, trước kia thanh viễn sinh hoạt như vậy khổ, cũng không có người giúp quá hắn, trong thôn người đều kêu hắn sói con, kia hắn còn sẽ cho chúng ta chích ngừa sao? Chương 1035 Các thôn dân hối hận Lời này vừa ra, ghế lô nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ Trần Lương, những người khác đều hơi hơi rũ xuống đầu. Đúng vậy, lúc trước thiệu thanh viễn quá có bao nhiêu khổ. Bọn họ đều là biết đến, bởi vì hắn đối ai đều mặt lạnh lùng, ai đắc tội hắn cũng chưa kết cục tốt, hắn động thủ khi căn bản là chẳng phân biệt ngươi là tiểu hài tử vẫn là lão nhân, cho nên toàn bộ thôn người đều đối hắn tránh mà xa chi, đặc biệt là đương cha mẹ, đều báo cho nhà mình hài tử ly đến hắn rất xa thiệu thanh viễn lại không phải cái loại này lấy ơn báo oán người hắn nguyên bản liền lãnh tình lãnh tính hoàn toàn mặc kệ trong thôn người chết sống hắn là hoàn toàn làm được ra tới trong nháy mắt ở đây thôn dân trong lòng đều hối hận đến không được trần lương âm thầm thở dài một hơi lại nói nói thanh viễn không các ngươi tưởng keo kiệt như vậy hiện giờ này quan hệ không phải hòa hoãn sao các ngươi muốn thật sự cảm thấy trước kia xin lỗi hắn về sau liền đối hắn hảo điểm, nhiều quan tâm quan tâm hắn, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền đi phụ một chút, này tổng không vì khó đi, những người khác vội vàng lắc đầu, không vì khó không vì khó, chúng ta đã sớm không đem hắn trở thành sói con, thật sự, lời này nhưng thật ra thật sự, từ khi Thiệu Thanh Viễn cùng Cố Vân Đông đính hôn sau, hắn liền trở nên có pháo hoa khí nhiều, trong thôn thôn dân trên đường thấy kêu hắn một tiếng, hắn cũng sẽ đáp ứng. Huống chi lần trước ở lý gia náo loạn như vậy một hồi mọi người cũng đều biết lý gia lão gia tử là cái gì mặt hàng đối thiệu thanh viễn nhưng thật ra nhiều vài phần thương hại đồng tình cố vân đông cũng nói thiệu đại ca sự tình bận rộn khẳng định vô pháp giúp đỡ trong thôn mỗi người đều chích ngừa quá khứ bất quá hiểu chích ngừa người còn có a trư hùng đại phu cùng với huyện thành lão đại phu quá đoạn thời gian lý gia không phải muốn làm hỷ sự sao ta cùng thiệu đại ca sẽ trở về mấy ngày đến lúc đó mang theo A Trư bọn họ trở về giúp mọi người chích ngừa xong lại hồi phủ thành. Vĩnh Phúc thôn hơn phân nửa người kỳ thật đều khá tốt, tuy rằng có như vậy chút gậy thọc cức, nhưng ngưu đậu chích ngừa là phía trên cấp mệnh lệnh, đảo cũng không cần thiết tại đây phía trên nhiều sinh khúc chiết. Mọi người nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cũng không muốn cho thiệu thanh viễn tự mình động thủ, toàn thôn nhiều người như vậy đâu, nơi nào vội đến lại đây, nhưng có hắn ở đây nhìn, bọn họ này trong lòng cũng có thể yên ổn xuống dưới. Nhưng thật ra Trần Lương có chút kinh ngạc, Lý Gia làm hỷ sự, các ngươi. Muốn đi tham gia, Lý Gia nhị phòng cùng Thiệu Thanh Viễn giống như quan hệ không phải thực hảo đi, không ngừng là hắn, những người khác cũng thần sắc cổ quái lên, cố vân đông gật đầu, là muốn đi tham gia, Lý Gia mời chúng ta. Vừa lúc, chúng ta cũng phải đi cấp mọi người chích ngừa ngưu đậu, liền thuận tiện đi Lý Gia một chuyến. Trần Lương Tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, em đẹp lý gia sao có thể mời Thiệu Thanh Viễn cùng Cố Vân Đông đâu. Bất quá Cố Vân Đông không nhiều lời, hắn liền cũng không hỏi nhiều. Tóm lại, lần này bọn họ tới Phủ Thành, là mang về tin tức tốt. Dưới lầu thuyết thư đã kết thúc, các khách nhân cũng lục tục rời đi trà lâu. Tuy rằng còn có một bộ phận lưu lại ở kia cao giọng nghị luận, nhưng tốt xấu đã đường đi ra ngoài là không đổ cố vân đông liền mang theo trần lương đám người đi xuống lầu chờ đến ra trà lâu trần lương liền mở miệng nói vân đông lần này chúng ta lại đây ít nhiều được ngươi chiếu cố thanh viễn nếu ở vội chúng ta cũng không hảo quá đi quấy rầy lúc này biết hắn chính là kinh thành tới thái y chúng ta này trong lòng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người đều ở trong thôn chờ chúng ta tin tức chúng ta này liền đi trở về cố vân đông hiện tại liền đi Chương 1036 Cố Vân Đông hai người hồi Vĩnh Phúc thôn, Trần Lương gật gật đầu, này phủ thành gì đều quý, vẫn là không nhiều lắm ngay người. Cố Vân Đông nhìn về phía hắn phía sau, tuy rằng Trần Lương là nói như vậy, nhưng mặt sau vẫn là có mấy người muốn nói lại thôi, hiển nhiên không nghĩ nhanh như vậy đi bộ dáng, cũng đúng, thật vất vả tới phủ thành một chuyến, vì địa phương cũng không đi, này trong lòng luôn là không dễ chịu. Cố Vân Đông nghĩ nghĩ, nói lúc này canh giờ cũng không còn sớm, vẫn là chờ ngày mai đi. Canh giờ này đi, buổi tối sợ là muốn ở tại giả ngoại trong rừng, cũng không an toàn, trần lương sau lưng vạn thị vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, lại trụ một đêm đi, khó được tới phủ thành, ta còn tưởng mua điểm đồ vật trở về, một khắc phụ nhân cũng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta còn muốn đi chợ nhìn xem. Ta còn đáp ứng rồi ta nhi tử cho hắn mua phủ thành điểm tâm đâu hiện giờ bọn họ sinh hoạt hảo tuy rằng cũng cảm thấy này phủ thành gì đều quý nhưng hung hăng tâm vẫn là có thể lấy ra bạc mua điểm hợp tâm ý ngoạn ý nhi trần lương nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu hắn là không có gì đồ vật hảo mua nhi tử thường xuyên tới phủ thành có gì có thể mua đều mua qua bất quá phủ thành vẫn là đáng giá dạo một dạo nghĩ vậy trần lương cũng hưng phấn lên cố vân đông nguyên bản còn muốn mang bọn họ đi một chút nhưng bị vạn thị mấy người cấp cự tuyệt, ngươi vội ngươi, chúng ta tìm đại năng tức phụ đi, nàng nhàng thật sự, phùng đại năng tức phụ tuy rằng bị nhận được phủ thành tới, nhưng cũng không gì sự, cả ngày cũng liền ở bên ngoài cùng người tán gẫu. Hôm qua cái bọn họ còn nghe Phùng Đại Năng nói hắn tức phụ nhàn thoại nói được quá nhiều, miệng đều trường phao, cố vân đông nhiều như vậy sự tình, vội thật sự nơi nào có rảnh. Lại nói tiểu cô nương gia gia, bồi các nàng này đó thím đi dạo phố cũng không được tự nhiên cố vân đông nghe xong cũng không nói thêm cái gì đem bọn họ đưa tới phùng đại năng chỗ ở sau chính mình liền đi vạn kim cắt tìm thiệu thanh viễn đi nàng đáp ứng hắn mỗi ngày đều sẽ đi xem hắn thiệu thanh viễn thời gian cũng không nhiều lắm ra tới cùng nàng thấy một mặt nghe nàng nói lên trần lương mấy người lại đây sự tình sao liền lại trở về vạn kim cắt bận việc đi trần lương bọn họ là ngày hôm sau sáng sớm liền đi rồi cố vân đông đi đưa bọn họ thời điểm nhìn đến bọn họ đều bao lớn bao nhỏ dẫn theo đánh giá nếu là mua không ít đồ vật bọn họ vừa đi cố vân đông liền bận việc lên cố ký cửa hàng thung tử cùng tô trường thuận đều chích ngừa đi này hai ngày liền về nhà nghỉ ngơi cho nên cố vân đông tự mình tới cửa hàng tọa trấn qua mấy ngày sau tô tình các nàng cũng làm a trư cấp chích ngừa hảo nàng liền lại đi tân mính các hỗ trợ tân bính các đã nhiều ngày khách nhân rõ ràng thiếu rốt cuộc trong thành mặt ra chuyện lớn như vậy rất nhiều đại gia tiểu thư cũng đã bắt đầu chích ngừa ngưu đậu ngày ấy thuyết thư tiên sinh thuyết minh thiệu thanh viễn thân phận sau phủ thành hơn phân nửa gia đình giàu có đều tìm tới thiệu ký hiệu thuốc đáng tiếc thiệu thanh viễn vẫn luôn đều ở vạn kim cát hiệu thuốc cũng cũng chỉ có khương bảo cùng a à trư bọn họ ở như thế những người này chỉ có thể tìm được đái tri phủ yêu cầu cấm cái đội, Đái Tri phủ một phen khó xử lúc sau, vẫn là điều chỉnh mỗi ngày 200 danh hạng ngạch, cuối cùng làm những người này thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là bọn hắn không biết chính là, này đó nguyên bản liền ở Đái Tri phủ kế hoạch giữa, một ngày 200 cái danh ngạch, khi đến hoàng thượng chỉ định nửa năm kỳ hạn cũng mới bao nhiêu người, cho nên Đái Tri phủ ở cửa thành lại dán một trương bố cáo, tỏ vẻ trải qua lặp lại thảo luận sau quyết định thuận theo dân ý vì không cho đại gia hoảng loạn, ở đại phu thượng có tinh lực thời điểm, mỗi ngày sẽ nhiều tiếp thu một ít người tiến hành chích ngừa, nhưng cũng bởi vậy, thiệu thanh viễn càng vội, nhưng ở hơn nửa tháng sau, hắn vẫn là đi ra vạn kim cát, lý gia hỷ sự liền ở hai ngày sau, cố vân đông cùng thiệu thanh viễn đều tính toán hồi vĩnh phúc thôn một chuyến, có điểm tạp, ngày mai buổi sáng lên tiếp tục viết 1037 tân tiểu nhị, lần này trở về. Liền chỉ có cố vân đông thiệu thanh viễn cùng với hùng đại phu cùng a à trư mấy người một đám người kinh trang giảng hành đến phượng khai huyện cũng còn tính sớm liền phải vào thành môn phía trước cố vân đông lại làm xe ngựa trước dừng lại chính mình từ trong xe mặc nhảy ra hộp trang điểm hộp cho chính mình cùng thiệu thanh viễn đều thoáng sửa sang lại hạ dung nhan lại thay đổi thân sim y ngay sau đó hai người đều xuống xe ngựa đi đường tiến thành thiệu thanh viễn thanh danh sợ cũng sớm liền truyền tới phượng khai huyện bọn họ ở phủ thành không có biện pháp thấy người tại đây huyện thành đánh giá đã bắt đầu ôm cây đợi thỏ liền trông cậy vào có thể có kia vận khí chờ đến thiệu thanh viễn cũng may hắn hiếm khi cùng người có giao tình đại đa số người cũng không biết hắn trông như thế nào nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là cải trang một chút tương đối hảo hai người vào thành tính toán đi trước thiệu ký hiệu thuốc trải qua huyện nha thời điểm quả nhiên cũng thấy được cửa chen đầy rất nhiều người lúc trước Phượng Khai huyện cũng có 4 năm cái đại phu đi phủ thành đi theo thiệu thanh viễn học chích ngừa kỹ thuật, sau lại lại ở vạn kim các cho người ta chích ngừa hơn 10 ngày, chờ đến hoàn toàn nắm giữ cũng thuần thục, mới một lần nữa về tới Phượng Khai huyện, cấp huyện thành bá tánh chích ngừa, cho nên lúc này huyện thành cũng cùng phủ thành giống nhau, mỗi ngày đều có không ít người chờ ở bên ngoài. Cố Vân Đông cùng Thiệu Thanh Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, không trì hoãn, trực tiếp đi trước hiệu thuốc, lão đại phu không ở, hắn cũng là đi phủ thành học ngưu đậu chích ngừa người chi nhất, sau khi trở về liền ở huyện nha giúp đỡ người chích ngừa, hiện giờ cửa hàng chỉ có một tân đưa tới tiểu nhị, này tiểu nhị kêu lương kiến bảo, trước kia là y quán học đồng, hiểu một ít cơ sở dược lý, sau lại kia y quán bị huyện thành mặt khác một nhà y quán cấp chèn ép khai không nổi nữa, hắn liền cũng không có việc. Lúc này mới bị Thiệu Thanh Viễn cấp chiêu lại đây, người nhưng thật ra cần cù chăm chỉ, chính là không bằng khương bảo cơ linh thắng ở thành thật nghe lời lương kiến bảo nhìn thấy bọn họ lại đây vội đón ra tới chủ nhân cô nương các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại hắn thật cao hứng chủ nhân ngươi không biết hiện tại huyện thành nơi nơi đều đang nói ngươi là kia phát minh ngưu đậu chích ngừa pháp thái y chúng ta cửa hàng trong khoảng thời gian này sinh ý đặc biệt hảo còn có rất nhiều người tới hỏi thăm chủ nhân tin tức bất quá chủ nhân yên tâm ta gì cũng chưa nói thiệu thanh viễn gật gật đầu cho hắn một trương giấy trước đem mặt trên dược trảo tề ta muốn mang đi tốt tốt lương kiến bảo chạy nhanh cầm giấy dựa theo mặt trên phương thuốc bay nhanh bắt vài đại bao dược liệu chờ trảo hảo liền chạy nhanh đưa cho thiệu thanh viễn thiệu thanh viễn cầm gói thuốc liền đi lương kiến bảo tặng hai bước đám người không thấy mới đột nhiên chụp một chút đầu ai nha đều quên cấp chủ nhân cùng cô nương đảo chén nước uống lên rõ ràng Khương ca có đã dạy ta, lại cấp đã quên, hắn ảo não không được, Cố Vân Đông cùng Thiệu Thanh Viễn cũng đã bay nhanh rời đi huyện thành, này một đường đi tới, bọn họ cũng coi như hiểu biết huyện thành tình huống, chờ ra khỏi cửa thành, hai người mới một lần nữa thượng xe ngựa, đến Vĩnh Phúc thôn thời điểm liền có chút chậm, so sánh huyện thành, Vĩnh Phúc thôn thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Cửa thôn cũng không có người, bọn họ đi đại đạo, cơ hồ là một đường thông suốt về tới gia. Lúc này Vĩnh Phúc Thôn, còn không có người biết bọn họ tâm tâm niệm niệm lấy làm tự hào thiệu thanh viễn, đã đã trở lại. Mà ngày hôm sau, đó là Lý Gia Lão Nhị Nhi tử Lý Chí Hổ cùng Hà Tú thành thân Nhật Tử. Lý Lão Nhị hai vợ chồng sáng sớm lên liền tâm sự nặng nề, có chút thấp thỏm lại có chút chờ mong nhìn cổng lớn, chương 1038 Lý Gia Hỷ Sự. Lý Đôn Tử cùng Đỗ Thị còn không xác định Thiệu Thanh Viễn có thể hay không trở về, Đỗng Thị đi tin sau, cũng chưa cho bọn họ hồi cái tin tức. Đến nỗi Trần Lương bọn họ, tuy rằng biết Thiệu Thanh Viễn gần nhất mấy ngày sẽ hồi thôn một chuyến, nhưng cũng không xác định rốt cuộc là nào một ngày. Hơn nữa Trần Lương ở trở về trên đường liền đã cảnh cáo ngày ấy đi theo đi phủ thành bảy người, làm cho bọn họ nhắm chặt miệng, không cần đem Thiệu Thanh Viễn trở về tham gia Lý lão nhị gia hỷ sự sự tình nói ra đi, miễn cho mọi người biết sau, toàn đến này Vĩnh Phúc thôn thủ người vạn nhất huyện thành tới những cái đó có quyền thế người đều đem thiệu thanh viễn cấp mang đi kia bọn họ vĩnh phúc thôn khẳng định liền luân thông thượng cho nên cứ việc vạn thị đám người có tâm khoe ra nhưng nghe trần lương lời nói như vậy nghiêm trọng cũng chỉ có thể trước chịu đựng nhưng bọn hắn là biết thiệu thanh viễn muốn tới tham gia lý chí hổ hôn sự bởi vậy sáng sớm liền chạy đến lý gia tới lý đôn tử hai vợ chồng còn kinh ngạc thực bọn họ là mời trong thôn không ít người nhưng lúc trước rất nhiều người nhưng đều nói bản thân không rảnh, như thế nào hiện giờ tới rất nhiều, hơn nữa tới vẫn là vĩnh phúc thôn nhân duyên hảo hỗn đến khai thôn dân, thậm chí chờ nhi tử xuất phát đi đón dâu thời điểm, liền thôn trưởng đều lại đây, Lý Đông Tử chạy nhanh đem người đón đi vào, đổ Thị Tắc tiếp tục ở cửa chờ, người trong thôn nhìn đến Trần Lương thế nhưng tới tham gia Lý Lão Nhị gia hỷ sự, một đám đều kinh hãi không thôi, có một ít người tò mò liền cũng đề ra mấy cái trứng gà rau xanh tới chúc mừng tới lý gia trong khoảng thời gian ngắn phá lệ náo nhiệt làm lý đôn tử hai vợ chồng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đón dâu đội ngũ thực mau trở về tới lý gia riêng mượn một chiếc xe bò đi tiếp tân nương tử hà tú cái cái khăn vang đỏ ngồi ở mặt trên chỉ là khăn vang hạ mặt lại nửa điểm vui mừng đều không có nàng này một đường ngồi eo đau bối đau mà trước đó không lâu vừa mới thành thân lan hoa nhi lại là diễn tấu sáo và trống bị đại hồng hoa kiệu cấp nâng đi. Lúc trước cái kia trường hợp, Hà Tú đến bây giờ còn ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ nàng chính mình thành thân, không có kiệu hoa còn chưa tính, này đầu ngưu vẫn là lão đầu ngưu, cũng không biết thân thể có phải hay không không thoải mái, này một đường đi một đường ị phân. Huân đến nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp xuống dưới đi rồi, Hà Tú trong lòng buồn bực muốn chết, xe bò cũng đã lão đảo lắc lư đến Lý Gia. Lý Chí Hổ xoay người, cổng Hà Tú vào cửa bái đường. Lý Đông Tử cùng Đỗ Thị hai người trên mặt đều hỉ khí dương dương, nhưng tâm lý lại có chút lo âu, này Thiệu Thanh Viễn sao còn không có tới đâu, không ngừng là bọn họ, liền vạn thị mấy cái cũng kỳ quái thực, sôi nổi tiếng đến Trần Lương bên người hỏi, thôn trưởng, Vân Đông không phải nói bọn họ hôm nay sẽ đến sao, này đều bắt đầu bái đường, sao đến bây giờ còn không có xuất hiện, Trần Lương cũng không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ nói, có phải hay không có việc trì hoãn? Không có thể kịp thời gấp trở về, có khả năng, may mắn ta sau khi trở về chưa nói bọn họ hôm nay sẽ hồi Vĩnh Phúc Thôn, bằng không nhân gia còn tưởng rằng ta lừa bọn họ đâu, nếu không, ta đi nhà bọn họ nhìn xem, nhìn xem có hay không trở về, mấy người mới nói lời nói, Trần Lương đôi mắt vừa nhất, liền nhìn đến nhà mình nhi tử vào được, Trần Tiến Bảo trực tiếp đi đến bọn họ này bàn ngồi xuống, bưng chén nước chính mình uống xong. Trần Lương lúc này mới hỏi, Vân Đông cùng Thanh Viễn đã trở lại sao, trở về, bên cạnh người kinh ngạc, thật sự trở về. Khi bọn họ sao không lại đây, ngươi lời này nói, ngươi cũng không nghĩ hiện tại Thiệu Thanh Viễn Thanh Danh có bao nhiêu đại, lúc này lại đây, tân nhân còn muốn hay không bái đường, như thế nào cũng đến chờ bái đường kết thúc mới đến đi, bằng không này hỷ sự làm không thành, lý gia không được đem trách quan đến bọn họ trên đầu đi a? À? lời này có đạo lý, buổi tối còn có đổi mới đắc chương 1039 thanh viễn ngươi đã trở lại, mọi người liền yên tâm lại, vui vui vẻ vẻ tiếp tục ăn cái gì, chờ đến nhà chính bên kia truyền đến đưa vào động phòng thanh âm sau, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến một tia động tĩnh. Trần Lương đám người ngẩng đầu, quả thực nhìn thấy một nam một nữ hai vị bích nhân xuất hiện ở cửa, trong viện đang ở ăn tịch mọi người đột nhiên sửng sốt, một lát sau, có người đột nhiên hô to một tiếng, sói con a phi thanh viễn thanh viễn ngươi đã trở lại giọng nói rơi xuống ở đây người sôi nổi đứng lên động tác nhất trí hướng hắn vọt qua đi nhưng thiệu thanh viễn như cũ giống như trước kia như vậy lạnh mặt cả người tản ra người sống chớ tiếng hơi thở vẫn là làm mọi người ở vọt tới khoảng cách hắn hai bước xa địa phương ngừng lại nhưng mà mọi người nhìn vẻ mặt của hắn lại phá lệ nóng bỏng kích động ánh mắt nóng rực dị thường thanh viễn chúng ta đều nghe nói ngươi chính là vị kia phát minh ngưu đậu chích ngừa đại phu, đúng 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 đúng, ta nghe nói ngươi còn đi kinh thành, vào hoàng cung thấy hoàng thượng có phải hay không, ngươi hoàng thượng trường dị dạng, có phải hay không đặc biệt uy vũ làm người không dám ngẩng đầu xem a à. thanh viễn không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản lĩnh, còn sẽ trị bệnh cứu người, so với kia huyện thành tới đại phu còn muốn lợi hại rất nhiều, ngươi sao cũng không nói. Chúng ta ai cũng không biết ngươi cư nhiên sẽ y thuật, thanh viễn ngươi sao lúc này trở về, không phải nói muốn ở phủ thành ngốc ba tháng sau. Ngươi trở về, có phải hay không cấp chúng ta mọi người chích ngừa ngưu đậu, đúng đúng, chúng ta đều chờ ngươi trở về đâu, mọi người nghe nói chuyện của ngươi sau đều đặc biệt đặc biệt kích động, các thôn dân nhiệt tình thực, này đó nguyên bản đối thiệu thanh viễn thái độ lãnh đạm xa cách người, hiện giờ kia nhìn hắn ánh mắt giống như là nhìn bảo bối giống nhau. Nếu không phải nội tâm còn có như vậy một chút sợ hãi thiệu thanh viễn, chỉ sợ lúc này đều sẽ vươn tay tới sờ sờ hắn, nhìn xem có thể hay không dính dính không khí vui mừng. Cố vân đông ở một bên xem đến khóe miệng trừ trừ, dĩ vãng này đãi ngộ nhưng đều là thuộc về nàng. Ai, những người này có mới nới của tốc độ cũng quá nhanh đi. Đứng ở bên người nàng thiệu thanh viễn nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng, lúc này mới nhìn về phía trước mặt người, nói, chúng ta có thể đi vào sao, a à, có thể có thể có thể ngăn ở hắn trước mặt người vội vàng thối lui nửa cái thân mình đem người cấp đón đi vào thiệu thanh viễn hai người đi rồi vài bước thật vất vả rốt cuộc chen qua tới trần lương cuối cùng đến hắn trước mặt còn tưởng rằng các ngươi không trở lại đâu nói tốt thiệu thanh viễn nói liền theo trần lương động tác ngồi ở bọn họ kia một bàn mọi người xem đến kỳ quái không được bọn họ cũng là tới tham gia lý gia hôn sự không thể nào thiệu thanh viễn cùng lý gia không phải không đối phó sao sao sẽ qua tới hắn là cùng lý lão đại một nhà không đối phó cùng lý lão nhị hẳn là không nhiều lắm thù đi nhưng là không thù cũng không đến mức hữu hảo ở chung đi thiệu thanh viễn khi còn nhỏ bị kia rất nhiều tội lý đôn tử hai vợ chồng cũng không gặp phụ một chút a à, nghe nói còn đối lý lão nhân yêu thương thiệu thanh viễn rất bất mãn đâu mọi người suy đoán sôi nổi bên kia nghe được động tĩnh lý đôn tử cùng đỗ thị đã bay nhanh chạy tới trực tiếp vọt tới thiệu thanh viễn hai người trước mặt, chỉ là thật đứng ở trước mặt, này trong lòng lại có chút lo sợ bất an. Thanh viễn, vân đông, các ngươi, các ngươi tới, phía trước bọn họ cũng sợ thiệu thanh viễn hai người, nhưng vì có thể làm trong nhà tình cảnh trở nên hảo một chút, kia cũng là lấy hết can đảm căng da đầu tung ra mồi tới thỉnh bọn họ lại đây. Nhưng không nghĩ tới khoảng thời gian trước cư nhiên nghe nói kia ngưu đậu chích ngừa pháp chính là thiệu thanh viễn làm ra tới, kia còn phải chương, 1040 đêm khăn cấp Thiệu Thanh Viễn, Thiệu Thanh Viễn kia chính là gặp qua hoàng đế người, cùng dĩ vãng là rất có bất đồng, đó là lập công lớn lao, tùy tiện động động tay là có thể đem bọn họ cấp nghiền chết người, đừng nói bọn họ trong tay chỉ có một khối nguyên bản chính là hắn khăn, cho dù có vàng bạc, Thiệu Thanh Viễn nói muốn, bọn họ cũng đến ngoan ngoãn dâng lên. Cho nên lúc này Lý Đôn Tử cùng Đỗ Thị hai người thân mình đều ở hơi hơi phát trung, trong lòng sợ đến muốn chết, không nghĩ tới cố vân đông lại nâng lên tay đem trong tay dẫn theo một bao điểm tâm cấp đưa qua chúc mừng đỗ thị ngẫn người có chút không dám tin tưởng vẫn là trần lương đẩy nàng một chút nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây vội vàng đôi tay tới đón tươi cười phá lệ sáng lạn nhìn nhìn ngươi khách khí còn đưa lớn như vậy lễ mau mau trong phòng thỉnh đi này bên ngoài đều đã khai tịch trong phòng còn có một bàn không đi nơi đó ngồi đi nàng trong lòng cao hứng a này điểm tâm mặt trên nhưng còn có một cái hồng bao, bên trong khẳng định có tiền. Không thể tưởng được cố vân đông chẳng những không có ngạnh bức bách bọn họ giao ra khăn, còn, còn làm trò mọi người cho bọn họ lớn như vậy mặt mũi. Lý đông tử hai vợ chồng đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau tại đây thôn, cuối cùng không đến mức tiếng thoái lưỡng nan. Cố vân đông cười cười, cùng thiệu thanh viễn một khối hướng bên trong đi đến. Đối với Lý Đông Tử hai người biểu tình cũng xem đến rõ ràng, nàng nháy mắt có chút vô ngữ bọn họ lại không phải cái loại này không nói đạo lý cường thủ hào đoạt thổ phỉ này lý gia nhị phòng theo chân bọn họ cũng không gì đại ân oán bọn họ trong tay có khăn mà chính mình lại yêu cầu này khăn làm trò mọi người cấp cái hồng bao đưa điểm lễ coi như là từ bọn họ nơi đó đem khăn cấp mua đã trở lại đại gia theo như nhu cầu mà thôi hai người vào nhà chính bên ngoài người cũng tưởng đi theo đi vào bị trần lương cấp ngăn cản được rồi, được rồi, hôm nay là lý gia ngày đại hỷ, có cái sự tình gì chờ bàn tiệc kết thúc rồi nói sau. Một bên vạn thị đám người cũng nói, chính là chính là, các ngươi không muốn ăn, Thanh Viễn cùng Vân Đông còn muốn ăn đâu. Mọi người nghe vậy, chỉ có thể kiềm chế nội tâm kích động, yên lặng trở lại chính mình vị trí ngồi xuống, nhưng ông 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 thảo luận thanh lại trước sau không có dừng lại quá, tầm mắt cũng vẫn luôn gắt gao dừng ở nhà chính, ai biết qua không bao lâu Thiệu Thanh Viễn cùng Cố Vân Đông thế nhưng đều đứng lên, đi theo kia đổ thị một khối hướng trong phòng mặt đi đến, đây là đi nơi nào? Xem Tân Nương Tử, cũng không đúng a, à, Tân Nương Tử không phải ở một cái khác phòng sao, Thiệu Thanh Viễn đối uống rượu mừng là thật không có hứng thú, bọn họ lại đây chính là vì khăn, ý tứ ý tứ uống lên hai khẩu rượu lúc sau, hai người đi theo đổ thị đi nhà chính, vừa vào cửa, đổ thị liền đem cửa phòng cấp đóng lại, còn thuận tay rơi xuống xuyên. Ngay sau đó móc ra chìa khóa, mở ra góc tường một cái áo khoác trương, lại ghé vào bên trong nhảy ra một cái cái hộp nhỏ, lại dùng mặt khác một phen chìa khóa mở ra cái kia hộp, nàng cũng coi như là phóng đến thập phần bí ẩn, hai thanh chìa khóa khóa không nói, cuối cùng cái kia hộp thế nhưng còn có một cái tường kép, kia khăn, chính là từ cái kia tường kép bên trong lấy ra tới. Cố Vân Đông đánh giá, kia tường kép bên trong nguyên bản hẳn là dùng để tàn tiền, chẳng qua hiện tại không có mà thôi. Đỗ thị thở ra một hơi, đem kia khăn đưa cho Thiệu Thanh Viễn, nói: "Đây là lúc trước trên người của ngươi mang theo khăn, này nguyên liệu hẳn là hảo nguyên liệu, chính là ta chưa thấy qua, cũng không quen biết." "Các ngươi kiến thức rộng rãi, không chừng có thể điều tra ra chỗ, tìm được người nhà ngươi." Chương 1041 Thiệu Thanh Viễn Thiệu, Thiệu Thanh Viễn tiếp nhận, sờ sờ, xác thật là thoải mái hảo nguyên liệu, so với bọn họ trên người ăn mặc còn muốn hảo hắn đem khăn đưa cho cố vân đông cố vân đông giúp đỡ thẩm tư điềm ở phủ thành tiệm vải bên trong bán quá vài lần theo thùa cũng gặp qua không ít nguyên liệu nhưng cái này chưa từng thấy quá chẳng lẽ này nguyên liệu liền phủ thành đều không có cố vân đông duỗi tay vừa lật sau đó phát hiện khăn một góc theo một chữ thiệu thiệu thanh viễn thiệu nàng hơi hơi nhíu mày cố vân đông nhớ rõ đào gia vị kia đã qua đời phu nhân đó là họ thiệu quả nhiên này khăn vẫn là thuộc về đào gia sao cố vân đông trong lòng có chút thất vọng nhưng nàng vẫn là tinh tế đem khăn cấp thu hảo đỗ thị nhìn không khỏi nhiều lời hai câu lúc trước ngươi bị ôm trở về thời điểm trên người xuyên y phục thực tinh tế vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới hài tử sắc mặt cũng hảo ngươi nguyên lai gia hẳn là không lo ăn không lo xuyên cố vân đông nghĩ nghĩ hỏi kia thiệu đại ca trên người còn có mặt khác những thứ khác sao hắn lúc ấy quần áo ăn mặc có phải hay không chỉnh tề nếu là lý lão nhân ở vội vàng giữa cấp thiệu thanh viễn cùng đào tam công tử thay đổi quần áo kia ăn mặc khả năng liền có chút hỗn độn sự tình quá mức xa xăm đỗ thị nhíu mày suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói cũng không phải thực loạn nhưng ngươi cũng biết ta công công hắn một người nam nhân ôm hài tử vội vàng trở về khẳng định sẽ không quá chỉnh tề đến nỗi trên người còn có hay không mặc khác đồ vật hẳn là không có cố vân đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi xem ra cũng không có quá nhiều manh mối hảo chúng ta đã biết đa tạ ngươi đem khăn cho chúng ta thời điểm không còn sớm chúng ta liền về trước đỗ thị há miệng thở dốc nhưng thật ra còn tưởng lưu bọn họ lại nhiều ngốc một lát khá vậy biết này không hiện thực bởi vậy gật gật đầu ta đưa các ngươi đi ra ngoài nàng một lần nữa mở ra cửa phòng ngoài cửa liền có một bàn bày biện ở kia bởi vì có Lý Đôn Tử ngồi, nhưng thật ra không ai dám quan minh chính đại nghe lén, nhưng ở đây người vẫn là dựng lên lỗ tai, dùng sức muốn nghe xem bọn họ ở bên trong rốt cuộc nói gì, đáng tiếc, thanh âm quá nhẹ, liền điểm thanh nhi đều không có, cố vân đông nhìn quét một vòng, thật ra chưa thấy Lý Lão Đại toàn gia, ngẫm lại cũng là, từ khi lần trước đại náo lúc sau, Lý Gia Nhị phòng tam phòng đều cảm thấy đại phòng quá ngoan độc, xem như chặt đứt quan hệ lại nói lần này lý đôn tử mời thiệu thanh viễn lại đây nơi nào còn sẽ làm đại phòng người tới cấp hắn ngột ngạt cố vân đông lắc đầu đi ra nhà chính trần lương đi tới hỏi này liền đi trở về ân sắc trời không còn sớm còn phải trở về chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị trần lương lập tức phản ứng lại đây theo sắc chính là ánh mắt sáng lên có phải hay không ngày mai liền bắt đầu chích ngừa đúng vậy thiệu thanh viễn gật đầu trần bá cùng đại gia nói một tiếng đi bất quá nơi này có 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 trong thôn đã sớm đem từ đường thu thập ra tới đến lúc đó liền ở trong từ đường cấp mọi người chích ngừa có tổ tông phù hộ đâu thiệu thanh viễn nghe vậy liền yên tâm hắn lại cùng trần lương nói mặt khác công việc lúc này mới cùng cố vân đông một khối trời đi lý gia hắn này vừa đi đang ở ăn tịch người sôi nổi đứng lên liền phải đi theo đi ra ngoài sao liền như vậy đi rồi ta còn muốn hỏi hỏi chích ngừa sự tình đâu hắn chẳng lẽ trở về chính là vì ăn một đốn rượu mừng sao? Chúng ta đây chẳng phải là thật muốn chờ ba tháng về sau, mắt thấy có người muốn ra cửa, Trần Lương chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, nói, đều an tĩnh một chút, ta có lời muốn nói, mọi người liền không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, chương 1042 liền nàng một người không vui, Trần Lương mở miệng, Thanh Viễn nói, chúng ta vĩnh phúc thôn, ngày mai liền bắt đầu tiến hành chích ngừa, địa điểm liền ở từ đường bên kia, mọi người sáng mai liền có thể đi xếp hàng mọi người nghe vậy sôi nổi vui vẻ giờ nào a à? thật sự cấp chúng ta chích ngừa trần lương gật đầu ngày mai giờ mẹo dừng một chút lại tiếp tục nói ta biết mọi người đều có nghi nữ thân nhân ở mặt khác thôn bọn họ cũng tưởng sớm chích ngừa nhưng nhân thủ hữu hạn tổng muốn trước tăng cường chúng ta nhà mình thôn cho nên tạm thời liền không cần báo cho mặt khác thôn người lại đây liền tính ra cũng khẳng định không có biện pháp bài thượng hào. Mọi người nghe xong đều có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng là, bọn họ thôn còn có mấy trăm cá nhân đâu, nhân gia thiệu thanh viễn còn phải hồi phủ thành. Nếu là mặt khác thôn hoặc là trấn trên thậm chí là huyện thành người đều tới, khi chính bọn họ thôn thôn dân không được đều hướng phía sau bài. Trần Lương tiếp tục nói, còn có một việc ta phải cùng mọi người nói rõ ràng, thanh viễn liền một người, hắn không có khả năng cấp mọi người chích ngừa cho nên động thủ chính là hùng đại phu bọn họ bọn họ đều là thanh viễn tự mình dạy ra có người tức khắc bất mãn hắn sao không thể tự mình động thủ đâu khi chúng ta nếu là ra trần lương rộng mở nhìn về phía người nọ thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới vậy ngươi nói hắn cho ai chích ngừa cho ngươi vẫn là cho ta chúng ta đều chích ngừa những người khác có phải hay không đều đến làm hắn tới hắn một người vội đến lại đây sao liền tính ở phủ thành, hắn cũng là làm những cái đó đại phu chích ngừa, sao tới rồi chúng ta vĩnh phúc thôn, ngược lại muốn lao tâm lao lực, lần này chích ngừa chính là không hoa một văn tiền, các ngươi nếu là không vui, kia bản thân đi huyện thành xếp hàng đi, còn một tất lại muốn tiến một thước đều, người nọ tức khắc cổ co rụt lại, không dám hé răng. Những người khác tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa, nghĩ lại ngẫm lại Trần Lương nói cũng đúng, này nếu là trước kia, thiệu thanh viễn đều không đợi phản ứng bọn họ hiện giờ tự mình trở về không nói còn ở vĩnh phúc thôn nhiều ngốc mấy ngày có hắn trấn bọn họ rốt cuộc là an tâm rất nhiều thấy mọi người không có ý nghĩa trần lương lúc này mới thở ra một hơi gật đầu nói trong chốc lát các ngươi ăn xong rồi rượu mừng cùng những cái đó không lại đây ăn tịch cách vách hàng xóm nói nói làm ngày mai sáng sớm liền đến từ đường bên này có nghe hay không đã biết thôn trưởng được xác thực tin tức mọi người rốt cuộc yên tâm, rốt cuộc bắt đầu thanh thản ổn định hưởng thụ rượu thịt đồ ăn. Đại khái duy nhất không vui, chính là ở tân phòng bên trong, lại nghe xong rồi bên ngoài toàn quá trình tân nương tử hà tú, này hai người có phải hay không có bệnh. Nhân gia ngày đại hỷ lại đây làm nổi bật, hiện tại hảo đi, bọn họ vừa đi, những người này ăn xong rượu mừng cũng sớm trở về nghỉ ngơi, liền động phòng đều không náo loạn, nàng này thân thành, một chút đều không náo nhiệt nhưng Lý Gia Nhị Phòng cũng liền nàng một người bất mãn, những người khác đều cảm thấy khá tốt, nghĩ ngày mai bọn họ cũng phải đi chích ngừa ngưu đậu, liền đều sớm nghỉ ngơi. Bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm, Hà Tú chuẩn bị lên cấp cha mẹ chồng kính trà thời điểm, trong nhà đều đã không ai, toàn bộ sớm chạy đến từ đường bên kia chờ. Hôm nay đều mới vừa lượng đâu, từ đường cửa cũng đã chen đầy. Cố vân đông cùng thiệu thanh viễn ngược lại không phải thực cấp, tuy rằng cũng lên sớm, nhưng lại an an ổn ổn ngồi ở phòng khách ăn xong cơm sáng. Ngay sau đó lại đi vân thư phòng nhìn nhìn hắn cùng nguyên trí hai người. Hôm qua bọn họ đi Lý Gia đi đến vãng, gần nhất xác thật là tưởng chờ Lý Gia bái xong đường, đệ nhị. Đó là muốn trước cấp vân thư nguyên trí chích ngừa, chương 1043 A trư không bị tín nhiệm. Cố vân đông đã cấp vân thư bọn họ thỉnh hảo giả, mấy ngày nay sợ là không thể đi đi học. Bất quá tầng văn tranh hiện giờ cũng không ở học đường, học đường còn có mấy cái học sinh đã ở huyện nha bên kia bài thượng đội, chích ngừa xong sau liền ở trong nhà nghỉ ngơi, cho nên liền tính vân thư bọn họ qua đi, phần lớn chỉ là ở bên trong tự học bối thư mà thôi. Hai cái tiểu gia hỏa còn ở ngủ, hoặc nhìn tình huống cũng không tệ lắm, cố vân đông hơi hơi yên lòng, lại khẽ yên lặng rời đi phòng. Ngay sau đó, hai người mới một khối hướng từ đường đi đến, Trần Lương đã đem từ đường môn mở ra, dẫn đầu đi vào chính là A Trư, hùng đại phu, cùng với huyện thành hiệu thuốc vị kia lão đại phu. Lần này giúp vĩnh phúc thôn thôn dân chích ngừa, chính là bọn họ ba người. Bọn họ vừa vào cửa, các thôn dân ở Trần Lương An bài hạ liền bắt đầu xếp hàng. Chỉ là đối với xếp hạng ai kia một bên, những người này lại nổi lên tranh luận. Đại bộ phận đều tưởng bài đến hùng đại phu bên kia, rốt cuộc A Trư ở bọn họ trong mắt chính là cái hạ nhân, tuổi lại tiểu, nơi nào hiểu được này chích ngừa chi thuật A lão đại phu tuy rằng đã ở huyện thành cho người ta chích ngừa không ít nhưng cũng so ra kém hùng đại phu này từ phủ thành lại đây đi chỉ là hùng đại phu tính tình không tốt nhìn chính mình trước mặt xếp thành hàng dài lập tức liền chụp cái bàn trừng mắt đều bài này làm gì các ngươi là tưởng mệt chết ta a à, xếp hạng mặt sau người run lên tầm mắt có chút mơ hồ cũng có chút sợ hãi có chút người lặng lẽ hoạt động bước chân đi lão đại phu bên kia đi nhưng không nghĩ tới vừa nhấc mắt nguyên bản không gì người A trư bên kia, thế nhưng bài tàng gia toàn gia, trần lương gia toàn gia, còn có kia đằng trước hạ gia toàn gia, tàng gia cùng trần gia cùng cố vân đông thiệu thanh viễn quan hệ đều tương đối hảo, hạ gia cũng là cái khôn khéo nhân gia, không thấy được phía trước tu lộ thời điểm, bọn họ cùng trong thôn thay đổi chân núi đất nền nhà sao. Bọn họ tam gia thế nhưng đều chạy đến A Trư bên kia đi, chẳng lẽ, hắn mới là ba người bên trong kỹ thuật tốt nhất cái kia trong lòng mọi người kinh nghi bất định, có chút người không nhịn xuống, cũng đi qua, nhưng có chút người vẫn là càng thêm kiên định đứng ở hùng đại phu bên này. Bất quá bởi vậy, ba người trước mặt đội ngũ nhân số nhưng thật ra không sai biệt lắm, đồng bình cũng là sáng sớm lại đây hỗ trợ, hắn cho mỗi cá nhân đều đã phát tờ giấy, mặt trên viết tự, nhân số có chút nhiều, vẫn luôn đãi ở chỗ này cũng khó chờ, đại gia cầm này tờ giấy, quay đầu lại gọi vào tên lại qua đây đó là không cần thủ, đi ra ngoài dạo một vòng lại trở về cũng không có việc gì, mọi người trong tay cầm tờ giấy, nhưng lại không ai hoạt động bước chân, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng vạn nhất bỏ lỡ làm sao, lại nói, liền chờ mà thôi, bọn họ lại không phải không chờ quá, không gì quan hệ, vì thế, cứ việc đội ngũ đã bài tới rồi từ đường bên ngoài, cũng không ai hoạt động một chút bước chân, nhiều lắm trạm mệt mỏi, bọn họ liền ngồi xuống đất ngồi xuống bái đến nỗi ăn cơm vấn đề, trong nhà cũng có kia khi còn nhỏ đến quá bệnh đậu mùa nhịn qua tới người, loại này liền không cần chích ngừa, cho nên làm cho bọn họ hỗ trợ mang một chút liền hảo. Thiệu Thanh Viễn cùng Cố Vân Đông tới nhất vãn, vào cửa khi, liền nhìn đến như vậy nhộn nhịp trường hợp, các thôn dân thấy hắn, lập tức đứng lên chào hỏi, Thanh Viễn tới a, à, chạy nhanh vào đi thôi, bên trong đã bắt đầu rồi, Thiệu Thanh Viễn gật gật đầu, mang theo Cố Vân Đông bước vào từ đường Đại Môn bên trong đang ở chích ngừa người vừa thấy đến hắn, này tâm nháy mắt liền định ra tới, cố vân đông nhỏ giọng nói, nhìn đến không có, người tác dụng chính là trấn an mọi người cảm xúc, thiệu thanh viễn không đáp hỏi lại, chúng ta khi nào đi. Chương 1044 A trư bọn họ đổi tên, cố vân đông ngước mắt nhìn nhìn sắc trời, trả lời, đại khái, còn muốn non nửa cái canh giờ đi. Bọn họ trở lại Vĩnh Phúc Thôn hơn nửa hôm nay liền cấp Vĩnh Phúc Thôn thôn dân chích ngừa tin tức, đánh giá đã truyền ra đi cách vách thôn người đã biết đảo còn hảo có trần lương ở bên kia chu toàn cũng không ai sẽ nháo một hai phải thiệu thanh viễn chích ngừa nhưng huyện thành bên kia người liền không nhất định có quyền thế người không ít bọn họ đại khái cũng phái người tùy thời hỏi thăm vĩnh phúc thôn tin tức thiệu thanh viễn hôm qua xuất hiện ở lý gia hơn nữa tuyên bố tin tức thời gian có điểm chậm khi phái tới thám thính tin tức hạ nhân liền tính phải về thành báo tin cửa thành cũng là đóng bọn họ chỉ có thể chờ sáng nay cửa thành mở rộng ra mới có thể báo cho chủ gia cho nên huyện thành người cho dù muốn tới vĩnh phúc thôn đánh giá nhanh nhất cũng muốn non nửa cái canh giờ về sau bởi vậy lúc này thiệu thanh viễn hai người còn có nhàn hạ thoải mái nhìn a trư bọn họ chích ngừa a trư động tác xác thật thành thạo lúc này đang ở cấp hạ gia người chích ngừa hạ sơn xuyên đứng ở thê tử bên cạnh nhìn a trư cầm chủy thủ tức khắc liền có chút khẩn trương a trư đại phu ta nương tử nàng sợ đau, ngươi trong chốc lát, A Trư, A Trư đại phu, hắn ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, ẩn ẩn có chút tự hào nói, ta hiện tại kêu thiệu toàn, ngươi có thể kêu ta thiệu đại phu, hạ sơn xuyên liên tục gật đầu, tốt, thiệu đại phu, A Trư tức khắc Mỹ tư tư, thiệu đại phu đâu, thật tốt nghe, bên cạnh có người tò mò hỏi, ngươi sao kêu thiệu toàn, không ngừng ta kêu thiệu toàn. A miêu A cậu A thử tên của bọn họ đều sửa lại, chúng ta bốn cái đã kêu văn võ xong toàn, các ngươi nhớ kỹ a, à, lần sau đừng gọi sai. cố vân đông yên lặng che che mặt, xem cho ngươi khoe khoang. cái này văn võ xong toàn là bọn họ bốn cái chính mình lấy. mấy ngày hôm trước thiệu thanh viễn cùng a miu từ vạn kim các bên trong ra tới sau, a cẩu bọn họ việc đầu tiên chính là nói khởi đổi tên sự. bọn họ nguyên bản muốn kêu trung hiếu nhân nghĩa, nhưng đái văn hoắc mấy cái cấp dưới, đái trung đái nghĩa bọn họ đã lấy ra cho nên trải qua mấy ngày suy nghĩ cạn kẻ trầm tư suy nghĩ vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới văn võ song toàn này bốn chữ. Bọn họ cảm thấy này bốn chữ đặc biệt hảo, đặc biệt uy phong, đặc biệt phù hợp thiệu thanh viễn hình tượng. Cố vân đông sau khi nghe xong sau một lúc lâu không có thể nói ra lời nói tới, hành đi, các ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Bất quá cố vân đông bọn họ đã kêu thói quen A Trư, một chốc còn sửa bất quá tới. A Trư liền không chê phiền lụy nhắc nhở bọn họ, phản phất thực thích cái này tân tên dường như. Người bên cạnh nghe nói A à Trư bọn họ đều sửa tên, còn có chút tiếc nuối nói, làm gì đổi tên đâu. A à Miu A à cẩu A à Trư A à thử thật tốt nghe A, à, lại hảo nhớ, còn có đặc sắc, chúng ta người nhà quê, liền thích lấy tiện danh, hảo nuôi sống, A à Trư, không, ta liền phải kêu thiệu toàn, thiệu toàn. Nhớ kỹ, Cố Vân Đông cùng Thiệu Thanh Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nở nụ cười. Ngưu đậu chích ngừa tiến hành thực thuận lợi, tiếp xong sau thiệu thanh viễn liền nói một ít những việc cần chú ý, sau đó làm cho bọn họ trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nhiều lời mấy lần sau, mọi người đảo cũng nhớ kỹ, còn hảo hiện tại còn chưa tới ngày mùa, nghỉ ngơi hai ngày công phu vẫn là có thể đằng ra tới, liền như vậy qua non nửa cái canh giờ sau, bên ngoài quả nhiên có người vội vội vàng vàng chạy tới, lớn tiếng nói, không hảo, chúng ta cửa thôn tới vài chiếc xe ngựa giống như đều là huyện thành lại đây, bọn họ có phải hay không, có phải hay không tới tìm Thiệu Thanh Viễn, muốn đem hắn mang đi. Chương 1045 các ngươi đi giấu đi. Trong từ đường thôn dân nghe được đều kinh ngạc lên, thật tới. Sao tới nhanh như vậy, có người càng là phản ứng cực nhanh trực tiếp đối Thiệu Thanh Viễn nói, "Thanh Viễn, các ngươi chạy nhanh đi giấu đi." "Đúng đúng đúng, đi giấu đi, bọn họ lại đây tìm không thấy ngươi, khẳng định liền sẽ trở về." chúng ta liền nói ngươi đã đi rồi hồi phủ thành mọi người mồm năm miệng mười một đám đều ở ra chủ ý liền lo lắng thiệu thanh viễn bị những cái đó huyện thành tới có quyền thế người cấp mang đi không có định hải thần châm ở bọn họ trong lòng liền sẽ nhịn không được hoảng loạn thiệu thanh viễn cùng cố vân đông nhìn nhau liếc mắt một cái quả nhiên không ra bọn họ sở liệu trần lương cũng lại đây khuyên các ngươi trước tránh một chút yên tâm đi bọn họ là vì ngươi tới không thấy được ngươi bọn họ cũng không có biện pháp hảo nơi này liền giao cho trần bá thiệu thanh viễn nói xong cùng a trư gật gật đầu ngay sau đó liền cùng cố vân đông rời đi từ đường huyện thành tới người đều là giá xe ngựa từ đại đạo bên kia lại đây thiệu thanh viễn hai người lại trực tiếp đi trong thôn tâm ly khai tới rồi cửa thôn sau liền thấy đồng lão cha sớm nắm xe ngựa chờ ở nơi đó hai người vừa lên xe ngựa liền tránh đi đại lộ đi rồi tiểu đạo trực tiếp hướng huyện thành mà đi bọn họ bên này mới vừa đi không bao lâu những cái đó xe ngựa cũng ngừng ở chân núi nghe nói trong thôn người đều ở từ đường bên kia một đám người lại bay nhanh hướng từ đường đi đến nhưng mà chờ bọn họ tất cả đều tới rồi lại chỉ nhìn đến mấy cái đại phu tự cấp các thôn dân chích ngừa thiệu thanh viễn căn bản là không ở chẳng những không ở còn có người chạy tới nói bọn họ vừa mới từ mặt khác một cái nói rời đi mọi người đồng thời thấp chú một tiếng, nhìn nhìn vĩnh phúc thôn người, lưu lại vài người tiếp tục nhìn chầm chầm sau, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Các thôn dân, bọn họ đều chuẩn bị tốt đấu võ mồm, thao khởi cái quốc cái sẻn đuổi người, kết quả các ngươi đi rồi, quá không cảm giác thành tựu, vì cái gì không nhiều lắm kiên trì một chút. Một chút thành ý đều không có, bất quá bọn họ đi rồi, trần lương nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục tổ chức mọi người chích ngừa lý gia đại phòng chính là lúc này tới, bọn họ từ khi biết Thiệu Thanh Viễn gặp qua hoàng đế lập công lớn sau, này trong lòng liền vẫn luôn thấp thỏm không được, bọn họ nhưng thật ra muốn đi huyện thành xếp hàng đăng ký, nhưng đi vãng, huyện nha công văn nói, bọn họ ít nhất cũng muốn bài đến 6 tháng sau, 6 tháng về sau. Khi như thế nào thành, cho nên cứ việc trong lòng sợ muốn chết, nhưng hôm nay trong thôn bắt đầu chích ngừa ngưu đậu, này cơ hội quá khó được bọn họ ở trong nhà co đầu rút cổ ban ngày, lại nghe nói thiệu thanh viễn rời đi sau, cuối cùng căng gia đầu ra tới, nhìn nhìn phía trước đang ở chích ngừa thôn dân, tổng cộng có ba cái đội ngũ. A trư kia một đội bọn họ khẳng định là không dám bài, vạn nhất ở chích ngừa thời điểm hắn làm điểm cái gì tay chân, kia bọn họ toàn gia khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn, hùng đại phu tính tình kém, cũng không được, cho nên cuối cùng lý gia đại phòng toàn gia đều xếp hạng lão đại phu này một đội, xếp hạng bọn họ phía trước thôn dân tức khắc nhíu mày, người này vừa lúc cùng lý gia đại phòng không đối phó, lập tức liền trào phúng lên, các ngươi còn có mặt mũi tới a? À, như thế nào? Nhìn đến thanh viễn không ở, liền cho rằng không ai biết các ngươi trước kia hãm hại quá hắn, làm ngươi đánh rắm, hắc, muốn đánh nhau đúng không? Mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi, trần lương nghe được động tĩnh đuổi lại đây, nhìn thấy lý gia đại phòng toàn gia hắn mày liền nhịn không được ninh lên, chán ghét cảm xúc chợt lóe mà qua. Được rồi, đừng xảo, chương 1046 này sốt ruột ngoạn ý, Trần Lương không đuổi bọn hắn đi, hắn là thôn trưởng, toàn thôn đều phải chích ngừa, không có khả năng liền rơi xuống bọn họ. Nói nữa, việc này truyền ra đi đối thiệu thanh viễn không tốt, vạn nhất lý gia đại phòng có người được bệnh đậu mùa, khi người ngoài thấy thế nào thiệu thanh viễn. Nói hắn một cái phát minh ngưu đậu chích ngừa người, kết quả nhà mình thôn còn có người bởi vì này chứng bệnh chết, liền chích ngừa mà thôi, cũng không gì tương quan. Các ngươi muốn chích ngừa liền an tĩnh một chút, nếu là nháo ra chuyện gì tới, có hại vẫn là các ngươi. Lý gia đại phòng người tức khắc cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể hậm hực xếp hạng trong đội ngũ, chịu đựng mặt khác thôn dân chỉ chỉ rõ rõ. Mặt sau chích ngừa công việc đều thực thuận lợi, cứ việc có kia cách vách thôn người nghe tin mà đến, nhưng cũng biết không khả năng cắm thượng đội chỉ có thể mắc thèm không thôi. Mà giờ phút này cố vân đông hai người, đã bay nhanh đến phượng khai huyện huyện thành. Hai người vừa đến huyện thành, liền thẳng đến liễu phủ. Liễu An đã chờ ở cổng lớn, nhìn thấy bọn họ lập tức đón đi lên, thiệu công tử, cố cô nương các ngươi đã tới, nhà của chúng ta thiếu gia làm tiểu nhân vẫn luôn ở cửa chờ các ngươi đâu. Nói xong, liền đón hai người hướng bên trong đi, vừa mới chuyển qua đình viện, nghe được động tĩnh liễu duy liền chạy như bay mà đến, đột nhiên ở bọn họ trước mặt dừng lại chân. Sau đó, mặt mày hồng hào tươi cười sáng lạng duỗi tay phách về phía thiệu thanh viễn bả vai, huynh đệ, ngươi hiện tại chính là rất có tiền đồ, ta vì có ngươi như vậy huynh đệ kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, kiêu ngạo cực kỳ, một bên nói, một bên dùng sức phách về phía thiệu thanh viễn bả vai, chỉ là kia tư thế, nhưng không rất giống là kiêu ngạo, ngược lại hận không thể đem thiệu thanh viễn cấp chụp đến dưới nền đất đi dường như. Thiệu Thanh Viễn Ninh một chút mi, ở hắn chụp đệ tam hạ khi hơi hơi sườn một chút thân mình lánh qua đi. Liễu Duy một cái thu thế không kịp, người liền thẳng tắp đi phía trước phát. May mắn Liễu An nhanh tay lẹ mắt, thiếu gia cẩn thận. Nguy hiểm thật đem người cấp tiếp được. Liễu Duy đứng vững sau xoay người đang muốn bất mãn, liền đối thượng cố vân đông giận trừng hai tròng mắt. Ngươi đây là cùng ta thiệu đại ca có thâm cừu đại hận đi, lớn như vậy lực, bả vai đều phải bị ngươi chụp được một miếng thịt tới. Liễu Duy tức khắc chột dạ rụt rụt cổ, lại vẫn là kiên cường phản bác nói, hồ, nói hô nói vượng, ta đây là biểu đạt ta chính mình đối thiệu đại ca kính ngưỡng giống như vạn mã lao nhanh thế không thể đỡ. Nói nữa, như vậy chuyện quan trọng ta đây là sợ ta thiệu đại ca không thể tin được tựa như trong mộng, cho nên mới xuống tay trọng điểm chụp tỉnh hắn nói cho hắn này không phải đang nằm mơ, đây là chân thật, là đáng giá cao hứng kích động ngươi đừng nghĩ châm ngòi ta cùng thiệu đại ca quan hệ, cố vân đông, ngươi nói lời này thời điểm nếu là dừng trên mặt kia ghen ghét phẫn hận u oán biểu tình, khả năng càng có thuyết phục lực một chút, liễu diễn tinh, ngươi đây là kỹ thuật diễn lui bước A, khi nói chuyện, liễu lão gia cũng cười ha hả đi ra, thiệu tiểu tử, cố nha đầu, các ngươi tới, lúc này các ngươi chính là nháo ra không nhỏ động tĩnh A, không tồi không tồi, ta liền biết các ngươi tương lai tất có đại tiền đồ không giống nhà của chúng ta cái này bại gia tử đồ vô dụng chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc không cái chính hành làm buôn bán sẽ không không thể kế thừa y bác còn chưa tính cố tình còn không nghe lời thật là cái sốt ruột ngoạn ý nhi cố vân đông nhìn liễu duy liếc mắt một cái nàng xem như minh bạch vì cái gì liễu duy đối thiệu đại ca oán khí như vậy trọng liễu lão gia người giáo dục nhi tử sẽ giáo dục nhi tử a đừng làm kéo dẫm a quả nhiên liễu lão gia vừa dứt lời Liễu Duy liền nổi giận đùng đùng đi phía trước đi rồi, Liễu lão gia hừ lạnh, còn có mặt mũi phát giận. Chương 1047 Liễu Duy đính hôn, đoàn người vào nhà chính, Liễu giật tiểu bằng hữu liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn làm vái chào, phá lệ có lễ nghĩa, cố vân đông mặt mặt, lại xem một cái ngồi ở bên cạnh bắt đầu gặm quả táo Liễu Duy, quả nhiên là cái sốt ruột ngoạn ý nhi, thiệu thanh viễn lại là liền liếc hắn một cái đều không có, trực tiếp đối Liễu lão gia nói, bắt đầu đi hắn hôm nay lại đây đó là cấp liễu gia mấy người chích ngừa liễu duy khi còn nhỏ đến quá bệnh đậu mùa nhưng thật ra không cần tiếp nhưng liễu giật vẫn là yêu cầu liễu phủ còn có những người khác cũng yêu cầu liễu lão gia thấy hắn liền nước trà cũng chưa uống chạy nhanh nói các ngươi vừa tới vẫn là trước nghỉ ngơi một lát đi không cần liền hiện tại đi chúng ta còn phải sớm một chút trở về kia hành các ngươi cùng ta tới phòng đã chuẩn bị tốt liễu lão gia mang theo mấy người hướng phía sau phòng đi đến thiệu thanh viễn trong tay còn cầm một cái y trương liễu duy nhìn tấm tắc có thanh mở miệng còn rất giống như vậy hồi sự cố vân đông liền liếc mắt nhìn hắn liễu duy lập tức tiến đến bên người nàng nói ngươi xem a à, thiệu đại ca trước kia là thợ săn sau lại là thương hộ hiện giờ cư nhiên là đại phu ngươi nói hắn về sau còn sẽ là cái gì mặc kệ là cái gì tổng so ngươi này bại gia tử cường, liễu duy, còn có thể hay không hảo hảo làm bằng hữu, hắn không phải chụp thiệu thanh viễn hai hạ bả vai sao. Mang thù nữ nhân, tuyệt giao, thiệu thanh viễn cấp liễu giật chích ngừa, những người khác nhưng thật ra không cần ở trong phòng, liền đều ở bên ngoài chờ. Liễu lão gia nhân cơ hội hỏi cố vân đông, lần trước cha ngươi được huyện án đầu, nguyên bản còn muốn đi nhà ngươi chúc mừng, kết quả các ngươi trực tiếp đi phủ thành này lập tức liền phải phủ thử, nhưng có nắm chắc lại đến cái án đầu, cố vân đông ho nhẹ một tiếng, cái này, ta cũng không biết, đến không được án đầu không quan trọng, cha ta năm đó cùng khoa khảo lỡ mất dịp tốt, hiện giờ coi như là viên giấc mộng, chúng ta cũng không nghĩ cho hắn áp lực quá lớn, hắn vui vẻ quan trọng nhất. Có thể được án đầu tự nhiên vui vẻ, nếu là không thi đậu, coi như rèn luyện, liễu lão gia ngẩn người, hắn còn không có nghe qua loại này cách nói bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng cố gia tuy rằng đến nay vẫn là bạch thân nhưng cố vân đông tin luyện ra đường trắng cho triều đình như vậy đại chỗ tốt nghe nói hoàng đế nhân này đường trắng bán cho hắn quốc khi kiếm vàng thật bạc trắng chính là bất lão thiếu quốc khố đều tràn đầy liền công lao này nếu nàng có tâm làm hoàng thượng ban thưởng cái huyện chúa đương đương đều là có thể huống chi hiện giờ thiệu thanh viễn còn cấp ra cái ngưu đậu chích ngừa pháp y phương lại là lợi quốc lợi dân đại sự liền chỉ cần này hai hạng thiệu gia cùng cố gia liền ở trước mặt hoàng thượng dài quá mắt ngày nào đó nếu là cố đại giang khảo tới rồi kinh thành mặc kệ thứ tự trước sau kia đều sẽ vào kinh thành quan to hiển quý mắt liễu lão gia nghĩ vậy liền cũng không hỏi việc này nghĩ lại nói lên nàng cùng thiệu thanh viễn hôn sự tới các ngươi hôn sự cũng nên đề thượng nhật trình đi chờ ta cha khảo xong phủ thí sao cố vân đông còn có chút ngượng ngùng liễu lão gia mừng rỡ kia cũng nhanh nói như vậy ta hiện tại nên chuẩn bị đại lễ a à. khá tốt khá tốt ít nhất so với chúng ta gia liễu duy mau cố vân đông vừa định gật đầu theo sát sửng sốt lời này ý tứ là nàng rộng mở nhìn về phía một bên dựng lỗ tai nghe lén bọn họ nói chuyện liễu duy ngươi ngươi đính hôn chuyện khi nào nàng như thế nào không biết không phải phía trước còn vì tránh né liễu lão gia cho hắn xem mắt mà chạy đến phủ thành đi trốn tránh sao. Hiện tại rốt cuộc vẫn là đầu hàng, liễu lão gia ha ha cười, đúng vậy, cuối cùng định ra tới. Chương 1048 làm cố vân đông bồi ta đi, cố vân đông vừa định hỏi nhà ai, liền nhìn đến có hạ nhân lại đây tìm liễu lão gia. Liễu lão gia chỉ có thể công đạo liễu duy chiêu đại cố vân đông, bản thân liền vội vàng rời đi nhà chính nháy mắt liền chỉ còn lại có bọn họ hai người, cố vân đông đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, liễu duy bị nàng nhìn chầm chầm đến cả người không được tự nhiên, qua hảo sau một lúc lâu mới phất phất tay nói, hảo hảo, ta nói là được, xác thật đính hôn, liền một tháng trước sự tình, cha ta cho ta định ra, nhà ai cô nương, liền trương gia cô nương. Liễu Duy Phi thường bất mãn, cha ta cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, một hai phải cho ta tìm cái hung hãn tức phụ, ngươi là không biết, kia trương gia cô nương đặc biệt hung, ta, ta sợ nàng, cố vân đông, cái này, nàng cũng không làm nên chuyện gì, liễu duy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cha ta căn bản là không nghe ta, phi nói ta tính tình khiêu thoát, tìm cái tức phụ đến có thể chế được ta, ta đây về sau còn như thế nào sống a a a a a, cố vân đông muốn cười, nhưng vẫn là liều mạng khắc chế, tính, hắn đều thảm như vậy, không buồn cười lời nói hắn, nhưng rốt cuộc là bằng hữu, nàng vẫn là hỏi nhiều vài câu, vậy ngươi gặp qua kia trương cô nương không có. Ngươi đối nàng có hay không cái gì? Cảm giác, ta đã thấy, lớn lên nhưng thật ra còn có thể. Chính là hung hãn, nói một không hai, ta căn bản là không thích như vậy, cố vân đông nhăn nhăn mày, nhưng thời buổi này nam nữ thành thân chính là như vậy, cha mẹ chi mệnh, nếu đều đính hôn, khi thuyết minh liễu lão gia là hạ quyết tâm, bất quá có thể làm liễu lão gia nhìn trúng, khi cô nương tất nhiên cũng có làm hắn thưởng thức chỗ hơn người. Nhưng liễu duy hiện giờ thực bài xích vị này trương cô nương, kia, cố vân đông mới nghĩ, liễu lão gia liền vội vàng đã trở lại. Ai biết hắn trở về câu đầu tiên lời nói đó là đối liễu duy nói, trương gia tới hạ nhân, nói bọn họ được một đầu giả lộc, trương gia thiếu gia thiết yến, thịnh ngươi qua đi một khối náo nhiệt náo nhiệt một đầu giả lộc có cái gì hảo mở tiệc, ta đều ăn đến không nghĩ lại ăn, không đi. Liễu Duy không nói hai lời liền cấp cự tuyệt, Liễu lão gia tức giận đến chết khiếp, ai cho ngươi đi ăn lộc, ta là cho ngươi đi thấy trương gia tiểu thư, ta đây càng không đi, ta không thích nàng, Liễu lão gia tả hữu nhìn nhìn, một bộ muốn tìm gậy gộc bộ dáng. Liễu Duy thấy thế, chạy nhanh nhảy dựng lên trốn đến cố vân đông phía sau đi, cha ngươi, 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 ngươi đừng xúc động. Ngươi thật là, thật là ngu xuẩn, ngươi không thích, mới càng hẳn là đi gặp, nhiều lời nói chuyện không phải thích sao? Ta nói cho ngươi, ta đã đối với ngươi đủ khoan dung, hôm trước còn cho các ngươi bồi dưỡng cảm tình, ngươi đừng không biết tốt xấu." Nói nói, Liễu lão gia hô hấp bắt đầu dồn dập lên, sắc mặt đỏ lên, mắt thấy liền phải ngất xỉu đi dường như. Liễu Duy Tâm quấn lên, chạy nhanh nói: "Hảo hảo hảo, ta đi, ta đi còn không được sao? Chỉ là hắn còn đề ra cái yêu cầu làm cố vân đông bồi ta đi cố vân đông không ta không ở ngươi nhìn không thấy ta liễu lão gia nhíu mày liễu duy vội vàng nói cha ngươi không phải nói nàng ánh mắt hảo sao vậy ngươi làm nàng cùng ta đi trương gia nhìn xem vị kia trương gia tiểu thư có phải hay không tốt nàng muốn nói hảo ta liền cưới nàng về sau lại không làm yêu được chưa cố vân đông quản ta sự tình gì ta ánh mắt hảo ta còn sai rồi không thành. Ta chính là cái ăn dư quần chúng mà thôi, liễu duy ngươi cái đại ngốc tử, cha ngươi ở diễn kịch ngươi nhìn không ra tới sao, nhưng liễu lão gia lại ánh mắt sáng lên, gật gật đầu nói, được không? Chương 1049 ta quá khó khăn, được không cái rắm, các ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Khi ta không tồn tại sao, cố vân đông miễn cười mặt, ta cảm thấy không thích hợp, ta một cái chưa lập gia đình nữ tử, đi theo Liễu Duy đi trương gia tìm trương gia tiểu thư, người khác còn tưởng rằng ta cùng Liễu Duy có quan hệ gì, nếu là kia trương cô nương hiểu lầm ta là cố ý tới cửa đi khiêu khích, chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu, ai biết Liễu lão gia vung tay lên, nói, không có việc gì, ta làm yên nhi cùng các ngươi một khối đi liền thành, đến lúc đó liền nói ngươi là yên nhi bằng hữu, yên nhi mang quá khứ là được. Liễu Yên chính là Liễu Duy tỷ tỷ, Cố Vân Đông cũng gặp qua, người không tồi đại khái là bởi vì liễu gia lớn nhất hài tử tính tình quyết đoán cùng liễu duy hoàn toàn không giống nhau cố vân đông có đôi khi đều cảm thấy khả năng chính là bởi vì trên đầu có như vậy một cái tỉ tỉ cho nên liễu duy mới bị sủng đến vô tâm không phổi ngốc bộ dáng nhưng cho dù có liễu yên cố vân đông cũng không nghĩ đi nàng biểu tình nghiêm túc kiên định cự tuyệt nói ta cảm thấy không thích hợp vạn nhất trương cô nương không tin đâu nói nữa ta còn muốn chờ thiệu đại ca, lời nói còn chưa nói xong, liễu lão gia che lại ngược lại là một bộ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít đại khái muốn bệnh nguy kịch bộ dáng, cố vân đông khóe miệng hung hăng trừ trừ, liễu bá phụ. Ta lại không phải liễu duy cái này đại ngốc tử, ngươi cũng nói ta ánh mắt hảo chẳng lẽ nhìn không ra tới ngươi đang diễn trò sao, liễu duy một phen đỡ lấy liễu lão gia, cha, cha ngươi không sao chứ, ngươi yên tâm. Cố nha đầu nàng tâm địa thiện lương, sẽ đáp ứng, ngươi đừng vượng a, à. Cố Vân Đông, nàng muốn kêu Thiệu Thanh Viễn đi rồi, không cần lo cho Liễu gia chết sống tính. Liễu lão gia thở hồng hộc thập phần cố hết sức nói, "Vân Đông a, à. ngươi là Liễu Duy bằng hữu, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn hôn sự không thuận, tương lai phu thê ly tâm vô pháp bạch đầu giai lão sao? Ta nhẫn tâm, chỉ cần ngươi đi gặp mà thôi, như vậy Liễu Duy hắn cũng có thể thanh thản ổn định chờ đợi thành thân. Ngươi cũng biết hắn này cẩu tính tình" vạn nhất một cái luẩn quẩn trong lòng, tới rồi thành thân ngày đó đột nhiên chạy mất làm sao bây giờ, ta đây liễu gia cùng trương gia liền phải kết thù. Hiện giờ ngươi chỉ cần đi xem một cái, biết kia trương cô nương là tốt, liễu duy trong lòng cũng sẽ không như vậy không vui, ta làm ơn ngươi, ta này đều một đống tuổi, muốn ôm cái tôn tử cũng quá khó khăn, ngươi liền xem ở bá phụ cũng coi như chiếu cố ngươi phân thượng, giúp cái tiểu vội đi, cố vân đông ngước mắt nhìn trời, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thật là thiếu bọn họ. Liễu lão gia đều nói như vậy, nàng nếu không đi lương tâm đều phải đau đã chết a. À? hành, ta đi có thể đi, liễu lão gia lập tức đứng thẳng thân mình, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, vất vả, cố vân đông thấy hắn sinh long hoặc hổ bộ dáng đã chết lặng. Liễu lão gia ngay sau đó lại quay đầu đối liễu duy nói, trong chốc lát ra cửa sau trải qua tôn gia khi, thuận tiện đem tỷ tỷ ngươi cấp tiếp thượng một khối đi trương gia là được, tôn gia chính là liễu gia đại tiểu thư liễu yên gã nhà chồng. Liễu Duy gật gật đầu, ta biết đến cha, cố vân đông xoa xoa thái dương, vào phòng cùng Thiệu Thanh Viễn nói một tiếng. Thiệu Thanh Viễn trầm mặt một lát, cũng hảo, ngươi ở bên ngoài chờ cũng nhàm chán, đi xem một cái chính là, ngươi chờ ta trở lại, hảo, cố vân đông một lần nữa đi ra môn tới, Liễu Duy đã chuẩn bị tốt, hai người trực tiếp thượng bên ngoài xe ngựa, bởi vì muốn đi tiếp liễu yên cho nên xe ngựa còn muốn vòng qua một đoạn đường dọc theo đường đi cố vân đông đều không nghĩ cùng liễu duy nói chuyện người sau cũng không thèm để ý chỉ là trải qua cẩm tú tửu lầu khi liễu duy đột nhiên di một tiếng chương một nghìn không trăm năm mươi đào gia tam thiếu gia đào yển cố vân đông liếc mắt nhìn hắn coi như không nghe thấy đừng tưởng rằng nàng không biết hắn là cố ý phát ra âm thanh khiến cho nàng chú ý chỉ là không nghĩ tới liễu duy lại không hướng nàng bên này xem có chút kỳ quái nói bọn họ đi như thế nào đến một khối cố vân đông vén lên màn xe ra bên ngoài xem vừa lúc thấy được đang muốn đi vào cẩm tú tửu lầu hai người một cái nàng không quen biết một cái khác không phải bành trọng phi sao nhưng thật ra hồi lâu không gặp người này rồi hoặc nhìn gần nhất quá đến không tồi a à, mặt mày hồng hào cố vân đông thuận miệng hỏi bành trọng phi bên người người nọ ngươi nhận thức liễu duy gật đầu nhận thức a à, chính là năm trước cuối năm đào gia tìm trở về vị kia tam công tử a à. cố vân đông đột nhiên cứng đờ ngươi nói ai đào tam công tử đào yển a à. cố vân đông chợt kêu lên dừng xe này một tiếng dồn dập lại bén nhọn bên ngoài lái xe liễu an chạy nhanh giữ chặt dây cương liễu duy bởi vì quán tính không ngồi ổn thiếu chút nữa trực tiếp tài ra thùng xe đi hắn sờ sờ đâm đau đầu tức giận hỏi ngươi làm gì này lúc kinh lúc trống cố vân đông lại đối hắn nói chính ngươi đi trương gia đi ta có việc trước không đi nói xong cũng mặc kệ liễu duy cái gì phản ứng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống liễu duy sửng sốt cũng sốt ruột hoảng hốt xuống xe ngựa vừa nhấc mắt liền nhìn đến cố vân đông vội vã hướng cẩm tú tửu lầu đi hắn vội làm liễu an trước đem xe ngựa đuổi tới bên cạnh nghỉ ngơi ngay sau đó bước nhanh đuổi theo cố vân đông hai người một trước một sau vào cẩm tú tửu lầu Liễu Duy vừa mới đuổi theo nàng, vừa lúc nghe được nàng đang hỏi trưởng quầy nói, vừa rồi tiến vào bành thiếu gia cùng đào thiếu gia, ở đâu gian sương phòng, trưởng quầy sửng sốt, hắn tự nhiên là nhận thức cố vân đông, chỉ là, cũng may Liễu Duy lập tức liền tới đây, chạy nhanh nói, ở đâu gian sương phòng, trưởng quầy lập tức trả lời, liền ở trúc tự sương phòng, đa tạ. Cố vân đông ném xuống một câu, liền bước nhanh chạy lên lầu, thượng hai đài bậc thang, thấy liễu duy cũng cùng lại đây lập tức câu mày nói ngươi đi theo ta làm cái gì ta có việc gấp muốn vội ngươi đi trước trương gia đi đến nỗi xem trương cô nương chờ lần tới cơ hội đi hải, trương gia sự tình không vội ngươi muốn vội cái gì liễu duy hứng thú bừng bừng có phải hay không cùng kia bành trọng phi đào yển có quan hệ ta giúp ngươi a à, tưởng đánh người tưởng hố người ta đều có thể hắn nói còn bắt đầu liêu tay áo cố vân đông khóe miệng vừa kéo không thể nào ta chính là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi chạy nhanh đi liễu duy cổ dương lên kiên quyết không chịu ta chính là đáp ứng rồi cha muốn ra cửa cùng nhau ra phải đi về cùng nhau trở về nào có đem ngươi một mình ném ở chỗ này đạo lý nếu không phải ngươi trên mặt lập lòe bát quái quan mang ta thật đúng là tin ngươi chính khí lẫm nhiên cố vân đông không có biện pháp lười đến cùng hắn dây dưa dứt khoát từ hắn nàng xoay người một lần nữa chạy lên lầu. Liễu Duy vừa lòng, đi mau vài bước còn ở phía trước dẫn đường, trúc tự sương phòng ở bên này đâu, thỉnh, đi tới sương phòng cửa, hắn trực tiếp giơ tay gõ gõ. Bên trong thực mau truyền đến bành trọng phi thanh âm, ai, ta, à, Liễu Duy thanh âm thực hảo nhận. Bành Trọng Phi một chút liền nghe ra tới, lập tức cười mở ra môn, liễu thiếu gia A, à? hồi lâu không gặp, mau tiến vào mau tiến vào, vừa lúc một khối, nói nói một nửa liền thấy được đứng ở Liễu Duy phía sau Cố Vân Đông, Bành Trọng Phi trên mặt cười nháy mắt cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía nàng, "Ngươi, ngươi, ngươi, chương 1051 gặp quỷ dường như?" Cố Vân Đông liền rất không cao hứng, làm gì một bộ nhìn đến nàng liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình, chẳng lẽ nàng không đẹp sao? "Không phải chính trực thanh xuân niên thiếu như hoa như ngọc tuổi tác sao?" Không ánh mắt, Bành Trọng Phi thực mau thu thập hảo biểu tình, cười gượng nhìn cố vân đông, cố cô nương, nguyên lai là ngươi A, à. hắn trên mặt cười đến thực sáng lạng, trong lòng lại ở rơi lệ. Mỗi lần thấy cố vân đông hắn đều phải xui xẻo, thật vất vả hoãn lại đây, này đã hơn một năm thời gian nhà bọn họ cuối cùng không ra nhiều ít chuyện xấu, nhật tử quá đến nhiều vẻ nhiều màu, thình lình nàng lập tức xuất hiện, cảm giác lại muốn xảy ra chuyện, nghĩ. Bành Trọng Phi có chút bất mãn nhìn Liễu Duy liếc mắt một cái, tức giận hỏi, ngươi tới làm cái gì liễu duy hắc ngươi này sắc mặt thay đổi bất thường là có ý tứ gì vừa rồi không còn vẻ mặt nhiệt tình muốn mời ta đi vào ăn cơm uống trụ náo nhiệt náo nhiệt sao thật là gặp quỷ ngoài cửa ba người đang ở mắt to trừng mắt nhỏ sương phòng nội vẫn luôn chờ đào yển cũng đi ra hắn tự nhiên nhận thức liễu duy lập tức chào hỏi nói nguyên lai là liễu thiếu gia ngươi đây cũng là lại đây ăn cơm khó được gặp phải nếu không một khối chỉ là chỉ chớp mắt lại thấy được cố vân đông tức khắc có chút ngượng ngùng lên hắn là không quen biết cố vân đông thấy nàng cùng liễu duy đứng chung một chỗ còn tưởng rằng là hắn cái gì thân thích biểu muội nếu là nhà bọn họ người liên hoan chính mình nhưng thật ra không hảo mời nhưng liễu duy không có ngượng ngùng hắn lập tức đẩy ra bành trọng phi hảo a hảo a bất quá trước đó nói tốt tuy rằng là ở nhà ta tử lầu nhưng này bữa cơm đến ngươi tới thỉnh a Bành Trọng Phi khóe miệng run rẩy một chút, ngay sau đó nhìn về phía Cố Vân Đông, người sau cũng phi thường tự nhiên đi vào, liền khách khí một chút đều không có. Bành Trọng Phi chỉ cảm thấy răng đau, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, xoay người đem xương phòng môn cấp đóng lại. Xương phòng nội trên bàn liền một hồ trà, có thể là Cố Vân Đông bọn họ tới nhanh, Bành Trọng Phi hai người còn không có tới kịp thượng đồ ăn. Đào Yển nhưng thật ra sửng sốt một chút, đặc biệt là nhìn đến Cố Vân Đông cũng vào được, vẫn là Liễu Duy cho bọn hắn làm giới thiệu, đây là Cố Vân Đông, là ta muội tử, Cố Vân Đông liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng thật có thể chiếm tiện nghi. Đào Yển nghe được Cố Vân Đông ba chữ khi kinh ngạc trừng lớn mắt, đây là Cố gia vị kia nha đầu, hắn vội chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra trùng hợp, Cố Vân Đông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đào Yển người này dáng người có chút thấp bé, ít nhất so với đào gia mặt khác hai cái thiếu gia là muốn lùn thượng vài phần, nhưng như vậy mạo, lại là nhất giống đào lão gia một cái, thô thô vừa thấy, ít nhất liền có năm sáu phân tương tự, tính tình nhưng thật ra thoạt nhìn thực không tồi, hơn nữa hắn cũng vừa mới bị đào gia nhận trở về không bao lâu. Lại có thể cùng bành trọng phi như vậy mắt cao hơn đỉnh xem thường người cảm thấy lão tử lớn nhất huyện thành nổi danh ăn chơi trác tán trở thành bằng hữu bình tĩnh uống trà ăn cơm, vẫn là có vài phần tâm tư, nhìn thấy chính mình, Đào Yển thái độ cũng rất là tôn trọng có lễ, không có bởi vì nàng là nữ tử liền làm lơ rốt cuộc, chỉ ánh mắt đầu tiên, liền thực có thể làm người có hảo cảm, cố vân đông mỉm cười gật gật đầu, không nghĩ tới Đào Tam công tử thế nhưng biết ta, là vinh hạnh của ta, ha ha, cố cô nương khiêm tốn. Phía trước ta bị đào gia nhận trở về lúc sau, trong nhà có quá mở tiệc, ta đại ca còn nói thỉnh thiệu công tử cùng cố cô nương lại đây, không nghĩ tới các ngươi hai người lại đều không ở huyện thành, lúc này mới tiếc núi bỏ lỡ, cố vân đông kinh ngạc, nhưng thấy hắn không chút nào kiên kỵ nhắc tới chính mình thân thế, nhưng thật ra vừa lúc phương tiện nàng, chương 1052 như thế nào tìm trở về, ta đây chỉ có thể hiện tại ở chỗ này chúc mừng đào tam công tử nhận tổ quy tông, toàn gia đoàn viên. Cố vân đông bưng nước trà, kính hắn một ly, Đào Yển vội bưng chén trà uống lên đi xuống, đa tạ, lại nói tiếp tam công tử hiện giờ cũng là khổ tận cam lai, ngày lành đều ở về sau đâu, cố vân đông giống như lơ đãng mở miệng, đúng rồi, kia lúc trước mang đi tam công tử chụp ăn mày chính là bắt được, muốn ta nói, loại người này nhất đáng giận, sự tình gì không làm, chuyên môn làm loại này tan lương tâm sự tình, hủy hoại nhân gia hảo hảo nhân sinh, phá hủy nhân gia gia đình, ta ghét nhất loại người này, phía trước ta còn gặp được quá, có cái chụp ăn mày thế nhưng rõ như ban ngày dưới trực tiếp ôm một cái tiểu hài tử liền đi. Nếu không phải người nọ hành tung lén lút, bị ta phát hiện không thích hợp đương trường cấp cản lại, khi tiểu hài tử người nhà sợ là phải thương tâm đã chết, đào gia đối ngoại tuyên bố đào yển là khi còn nhỏ bị người bắt cóc đi, tuy rằng rất nhiều người biết không phải, cố vân đông cũng biết này trong đó nội tình, nhưng trên mặt vẫn là muốn trang một trang, nàng vẽ mặt lòng đầy căm phẫn biểu tình, Đào yển cũng không làm hắn tưởng chỉ là nói nơi nào trảo được đến kia chụp ăn mày bán ta lúc sau sớm không biết chạy đi nơi đâu cố vân đông nghe vậy rất là tiếc nuối thở dài một hơi ngay sau đó lại tò mò hỏi kia tam công tử lúc trước là như thế nào biết chính mình thân thế ta nghe nói ngươi bị mang đi thời điểm mới bớt quá một tuổi tả hữu nói đến cũng khéo ta mười mấy tuổi thời điểm trong lúc vô tình nghe được ta dưỡng phụ mẫu ở khắc khẩu thế mới biết chính mình đều không phải là là bọn họ tự mình nhi tử. Cách không được bọn họ đối ta cũng không thân thiện, động một chút đánh chửi, phản phất kẻ thù. Nhưng ta cũng biết ta nếu là trực tiếp hỏi bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ không nói, liền chính mình âm thầm dò xét, cố vân đông lập tức tới hứng thú, như thế nào điều tra. Chẳng lẽ lúc trước còn có cái gì manh mối, ân, lúc trước bọn họ khắc khẩu thời điểm ta nghe bọn họ nói giống như ta ăn mặc kia thân sim y nguyên liệu hảo, giá cả không tiện nghi, liền trực tiếp bắt được hiệu cầm đồ cấp đương. Manh mối tuy rằng thiếu, nhưng cuối cùng là có, ta theo này tuyến, tìm thời gian rất lâu, cuối cùng là tìm được rồi kia gia hiệu cầm đồ. Cũng mất công kia quần áo là tiểu hài tử xuyên, vẫn luôn không ai mua, cuối cùng hiệu cầm đồ lão bản coi như làm việc thiện, trực tiếp cấp quyên tới rồi từ thiện đường, ta chính là ở từ thiện đường tìm được rồi này thân sim y, từ thiện đường thu dụng đều là chút không nhà để về cô nhi, đào yển quần áo trên người nguyên liệu hảo, từ thiện đường tự nhiên cũng bảo dưỡng hảo hảo, lúc này mới làm đào yển tìm càng tiến thêm một bước, nếu là bán cho những người khác, sợ là đã sớm xuyên phế đi cấp ném, cố vân đông nghe được trong lòng thầm giật mình, dựa theo đào yển cách nói, lúc trước hắn bị ôm đi thời điểm, trên người ăn mặc chính là đào phủ quần áo căn bản là không tồn tại cùng thiệu thanh viễn thay quần áo cách nói. Đào gia đem đào yển bị vứt bỏ cách nói đổi thành bị người lừa bán, là bởi vì đào gia muốn che lấp dèm pha, mà đào yển nói lên chính mình tìm về đào gia quá trình, lại là không cần thiết nói dối. Cố vân đông cảm thấy khả năng từ lúc bắt đầu, chính mình cùng thiệu thanh viễn liền nghĩ đến quá phức tạp, khả năng lý lão nhân căn bản là cùng đào gia tam công tử bị mang đi sự tình không quan hệ, hắn có lẽ chỉ là biết đào tam công tử bị vứt bỏ nội tình, sau đó trực tiếp đem việc này cấp ấn ở thiệu thanh viễn trên đầu, đối, nhất định là như thế này. Hắn lại ở trước khi chết bày thiệu thanh viễn một đạo, cố ý nói này đó tới nghe nhìn lẫn lộn, làm hắn không có biện pháp tìm được chân chính thân nhân, chương 1053 khăn chính là thiệu thanh viễn, cố vân đông càng muốn, trong đầu manh mối liền càng rõ ràng. Sự tình nếu là trở lại nguyên điểm, vứt bỏ sở hữu cùng đào gia có quan hệ manh mối như vậy duy nhất có thể chứng minh thiệu thanh viễn thân thế có lẽ chính là kia trương bị lý đôn tử hai vợ chồng giấu đi khăn kia khăn chính là thuộc về thiệu thanh viễn chính là nhà hắn người cho hắn nhưng lý lão nhân vì cái gì làm như vậy chỉ có thể thuyết minh hắn cùng thiệu thanh viễn có thù oán hoặc là cùng thiệu thanh viễn người nhà có thù oán cố vân đông con ngươi càng ngày càng sáng bọn họ có thể từ phương diện này xuống tay. Giờ này khắc này, nàng tâm tình đột nhiên trở nên sáng ngời lên, cũng là ta vận khí tốt, lúc trước tìm được một nửa thời điểm, vừa lúc đại ca cũng ở tìm ta, đào yển còn ở tiếp tục nói, ta thế mới biết chính mình thân thế, chờ xác nhận lúc sau, liền về tới đào gia, cố vân đông phục hồi tinh thần lại. Gật gật đầu nói, tam công tử đây là khổ tận cam lai, tất có hạnh phúc cuối đời a à. ha ha ha, thường ngươi các ngôn. Đào Yển cười nói, ta đại ca xác thật đối ta cực hảo, cố vân đông nhướng mày, ân, ừ, liền đại ca ngươi đối với ngươi hảo, những người khác không tốt lắm bộ dáng. Bành trọng phi khóe miệng liều mạng run rẩy, hắn tưởng mở miệng, nhưng này hai người từ ngồi xuống sau liền ngươi tới ta đi dừng không được tới, hắn tưởng sen mồm đều tìm không thấy cơ hội, này hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Sao có thể có như vậy nói nhiều hảo thuyết, hắn nhẫn nhịn, theo sát liếc liễu duy liếc mắt một cái, không nghĩ tới tiểu tử này lại rất là hưởng thụ ở uống trà, có lầm hay không, liền tính là hắn mời khách, liền tính này trà là cẩm tú tử lầu bên trong tốt nhất nước trà, ngươi cũng không cần thiết như vậy đi, nơi này chính là nhà ngươi tử lầu, tưởng uống thượng đẳng nước trà còn muốn chiếm ta tiện nghi, không thể nhẫn, bành trọng phi cái bàn hạ chân nâng lên, hung hăng đạp hắn một chân, phốt, khụ khụ. Liễu Duy một cái vô ý nước trà trực tiếp rót đến trong lỗ mũi, tức khắc tạc, ngươi làm gì đá ta? Bành Trọng Phi, cái này, lực đạo sự lớn, hắn có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, đối thượng mặt khác hai người nhìn qua tầm mắt, nói, này không phải nghe bọn hắn hai nói chuyện phiếm, ta một kích động, liền đụng phải ngươi sao? Ngươi kích động gì? A kích động, lãng phí ta một ly trà, cho nên ngươi trọng điểm là cái này. Cố Vân Đông cười như không cười nhìn thoáng qua Bành Trọng Phi, là ta sai. Này không phải đối Tam công tử Ly Kỳ thân thế quá tò mò sao, liền hỏi nhiều hai câu. Đúng rồi, khó được đụng tới Bành công tử, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bành Trọng Phi mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ?" Hắn khẩn trương đến không được, khẩn trương đều nói lắp, "Vì cái gì muốn tìm hắn hỗ trợ?" Trước hai lần tìm hắn, hắn gặp chuyện không may, lúc này có thể hay không không tìm hắn? bành trọng phi hối hận muốn chết, sớm biết rằng vừa rồi liền không nhiều lắm chân, an tĩnh đương cái chim cút không hảo sao, liễu duy muốn uống trà liền uống trà sao, cũng không bao nhiêu tiền, hiện tại hảo đi, cố vân đông cái này sát tinh rốt cuộc chú ý tới chính mình, trong lòng khổ bức muốn chết, nhưng là làm trò hai cái bằng hữu mặt, bành trọng phi còn là phi thường kiên cường khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, nghiêm túc nói, gấp cái gì, ngươi nói đi. Nói như thế nào cũng là bằng hữu, có thể giúp ta khẳng định giúp, nhưng ngươi cũng biết ta này năng lực hữu hạn, ta chính là ăn một lần ăn uống uống công tử ca, không thể giúp ngươi cũng đừng trách ta, cố vân đông, ta thật đáng sợ sao. Lại không cho ngươi lên núi đao xuống biển lửa, nàng lắc đầu, từ trong tay áo mặt lấy ra kia khối theo tự khăn, chương một nghìn không trăm năm mươi khăn lai lịch, này khăn từ khi từ đổ thị trong tay lấy tới lúc sau, thiệu thanh viễn liền trực tiếp giao cho nàng cố vân đông luôn luôn đều đem quan trọng đồ vật đặt ở trong không gian khăn đó là nương tay áo từ trong không gian lấy ra tới nàng trực tiếp đưa cho bành trọng phi bành thiếu gia trong nhà là kinh doanh tiệm vải nói vậy đối vải dệt thập phần quen thuộc vừa lúc ta trước đó không lâu mới vừa được một khối vải dệt cảm thấy này nguyên liệu thập phần hảo hơn nữa sờ lên rất là thoải mái muốn hỏi một chút bành thiếu gia các ngươi tiệm vải này nguyên liệu có đến bán sao bành trọng phi nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền việc này a, à, may mắn không phải làm hắn giúp đại ân. Hắn tuy rằng là cái ăn chơi trác tán, nhưng nhà mình sinh ý vẫn là muốn xen vào, này quen thuộc hiểu biết phải dệt là cơ bản nhất thường thức, cho nên bành trọng phi lúc này, nhưng thật ra phi thường có tự tin tiếp nhận khăn. Ta xem xem, một xúc tua, quả nhiên cảm giác này nguyên liệu thực không tồi bộ dáng, nhưng là, bành trọng phi cao mày cẩn thận nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, sắc mặt ửng đỏ cố vân đông hỏi bành thiếu gia ngươi nhận thức sao ngươi đừng vội a à, ta còn không có xem cẩn thận đâu bành trọng phi ho nhẹ một tiếng đứng lên dứt khoát đi đến bên cửa sổ thượng đối với bên ngoài xuyên thấu qua tới quan lại tỉ mỉ nhìn hai lần cũng không biết có hay không nhìn ra cái nguyên cớ tới theo sát hắn lại lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn sau đó hai tay nắm thăng liều mạng xoa cố vân đông quy còn hảo liền xoa hai hạ nhưng theo sau bành trọng phi lại dùng móng tay dùng sức quát hai hạ này cố vân đông đã có thể nhịn không nổi đột nhiên đứng lên một phen kéo ra hắn tay đem khăn cấp thu trở về nàng bảo bối nhìn nhìn còn hảo còn hảo không hư nhưng có dấu vết cố vân đông phẫn nộ nhìn về phía bành trọng phi ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không đến không nhận biết ngươi cũng đừng cho ta xả hỏng rồi hành đi bành trọng phi lập tức gật đầu ta nhận được đương nhiên nhận được Cố vân đông liễu duy đào yển ba người đều vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, nhận được ngươi còn lăn lộn lâu như vậy, ta thật sự nhận được. Bành trọng phi có chút nóng nảy, này nguyên liệu ta đã thấy, bất quá chúng ta tiệm vải không có, không ngừng chúng ta tiệm vải, đánh giá liền phủ thành đều không có, này nguyên liệu là thu quốc bên kia vải dệt, dùng để tiến hiến cho ta triều, cho nên nguyên liệu khẳng định không nhiều lắm, trên cơ bản đều là hoàng thượng được lúc sau ban thưởng cấp hậu cung phi tần hoặc là quan to hiển quý cố vân đông kinh ngạc trong hoàng cung nguyên liệu không phải đâu cho nên ý của ngươi là chỉ có hoàng cung hoặc là kinh thành những cái đó hưng quý nhân gia mới có thiệu đại ca thân phận như vậy ngưu bức sao kia thật cũng không phải dân gian cũng có nhưng là phi thường thiếu cửa hàng là khẳng định không đến bán tuy nói là thu quốc tiến hiến và bọn họ đại tấn những cái đó vải dệt trên cơ bản đều bị hoàng thượng dùng để ban thưởng cho phi tần cùng quan viên, nhưng thu quốc theo chân bọn họ đại tấn cũng có thương mẫu lui tới, dân gian nếu là có kia tài lực năng lực, được đến này vải dệt đảo cũng chẳng có gì lạ. Bất quá bán là khẳng định không thể bán, nếu không chính là tìm chết. Ngươi khẳng định, Bành Trọng phi dùng sức gật gật đầu, phi thường khẳng định. Hắn gặp qua một lần, vẫn là trước kia đi theo hắn cha đi kinh thành thời điểm gặp qua này vải dệt thiếu A, căn bản vô pháp bán, cố vân đông có chút mộng bức, cho nên, phạm vi này vẫn là thực quản A, kinh thành đại quan quý nhân trong tay có, phi tần có, dân gian cũng có, này muốn từ đâu tìm khởi. Còn có, lý lão nhân cũng không quá khả năng đi kinh thành đi, nhưng có một chút nàng xem như xác định, chương 1055 đi trương gia, này khăn, khẳng định cùng đào gia không quan hệ liền đào lão gia cùng đào lão phu nhân đối đào yển chán ghét, khẳng định sẽ không đem như vậy thưa thất lại trân quý vải dệt cho hắn dùng, ít nhất đào yển bị ôm đi phía trước, này khăn tuyệt đối lạc không đến trên người hắn đi, đây là thiệu thanh viễn, mà khăn thượng theo thiệu tự, vậy từ họ thiệu nhân gia tìm đi, thiệu đại ca cha khả năng liền họ thiệu, cố vân đông trong lòng có manh mối, cuối cùng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem khăn một lần nữa nhét trở lại trong tay áo, vừa nhấc đầu, liền thấy bành trọng phi cười nhìn nàng, cố cô nương, ngươi không thành vấn đề đi, đã không có. Cố vân đông cười tủm tỉm nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn nói gì, bành trọng phi âm thầm thở ra một hơi, khi chúng ta ăn một chút gì đi, lại nói tiếp này tiểu nhị như thế nào còn không có thượng đồ ăn, đều ban ngày, nói bắt đầu chỉ trích liễu duy. Ta nói nhà ngươi tử lầu tốc độ này không được a à, cũng theo ta khoan hồng độ lượng có thể dung người, không cùng ngươi so đo, nếu là đụng tới kia không khách khí, cái bàn đều đến cho ngươi tạp, liễu duy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, tới tới tới, ngươi tạp. Nhà ta tử lầu sinh ý hảo ngươi ghen ghét đúng không? Không phải làm ngươi thỉnh cái khách sao, nhìn đem ngươi sốt ruột, giống như ta chiếm bao lớn tiện nghi dường như, hắn đi lên phía trước cố ý làm tiểu nhị trước không cần thượng đồ ăn. Vừa thấy cố vân đông sốt ruột bộ dáng liền biết khẳng định có sự tình muốn hỏi, này hỏi đến một nửa thượng đồ ăn nhiều không tốt, nói nữa, hắn cũng không vui cùng bành trọng phi một bàn ăn cơm, ai biết hắn có thể hay không đến cuối cùng bắt đầu quyệt nợ làm hắn tiện nghi điểm đúng không, bành trọng phi liền biết hắn không phải cái gì thứ tốt, ta thỉnh ngươi ăn cơm ta còn thỉnh làm lỗi tới, hừ, ta lại không phải rất vui lòng ăn, nhân gia trương gia còn mời ta ăn giả lộc thịt đâu, ta đây liền đi ăn, sau này còn gặp lại, nói hắn liền tiếp đón cố vân đông phải đi. Không nghĩ tới một bên an tĩnh nghe bọn hắn đấu võ mồm đào yển đột nhiên ngẩng ra một chút, hỏi: "Trương gia?" "Cái nào Trương gia? Liền Trương Hào gia, Bán Điểm Tâm Trương gia." "Các ngươi cùng Trương gia rất quen thuộc sao?" Liễu Duy xua xua tay, "Không có, cũng liền xin ý thượng lui tới mà thôi." Đào Yển liền không mở miệng, Cố Vân Đông nhưng thật ra nhìn nhiều hắn hai mắt, trong đầu có ti nghi hoặc, đáng tiếc không đợi nàng hỏi, Liễu Duy liền thúc giục nàng chạy nhanh đi rồi vừa ra khỏi cửa, Liễu Duy liền khẽ hừ một tiếng, tìm Tiểu Nhị tới cấp bành trọng phi bọn họ thượng đồ ăn, thuận tiện lại khai một cái xương phòng ăn cơm, cố vân đông một phen giữ chặt hắn, tại đây ăn. Không đi trương gia, đi cái gì đi? Đều đã trễ thế này, đi cũng không thú vị. Ta chính là không vui cùng bành trọng phi một khối ăn, cố ý ra tới, Liễu Duy vui rạo rực mở miệng, cố vân đông lại trầm mặt một lát, nói, vẫn là đi trương gia đi, nàng đối phương mới đào yển muốn nói lại thôi có chút để ý. Liễu Duy mày ninh gắt gao, không có việc gì, nếu là cha ta hỏi tới, ngươi liền nói ta không đi, hắn đánh cũng là đánh ta mà thôi. Cố Vân Đông cũng đã hướng tới dưới lầu đi đến, chính là ta đột nhiên muốn ăn lộc thịt, Liễu Duy, ngươi một nữ nhân, đối lộc thịt như vậy cảm thấy hứng thú làm cái gì, không biết đó là tráng, tráng, tráng kia gì sao, Liễu Duy nghĩ vậy mặt còn có điểm hồng. Mắt thấy Cố Vân Đông đều đi xuống lâu sắp ra cửa, chạy nhanh đuổi theo. Liễu An còn ở bên ngoài chờ, thấy bọn họ ra tới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đến hai người lên xe ngựa, một lần nữa hướng tôn gia đi đến khi, Cố Vân Đông mới hỏi nói, bành trọng phi bọn họ cũng không biết ngươi cùng Trương Tiểu Thư đến hôn sự, nếu không như thế nào sẽ hỏi bọn hắn cùng Trương gia cái gì quan hệ đâu. Lộc thịt thật sự hảo hảo ăn, chương 1056 đây là Liễu Duy nói hung hãn. Liễu Duy biểu môi, liền ngươi cũng không biết, bọn họ sao sẽ biết đâu, cố vân đông nhướng mày xem hắn. Liễu Duy lười biến nói, đây là ta yêu cầu, đến hôn có thể, nhưng là không thể nói ra đi. Cha ta sợ bức nóng nảy ta, ta lại chạy trốn vô tung vô ảnh, cho nên liền đồng ý. Ngươi cũng biết ta không hài lòng hôn sự này, nhưng cha ta một hai phải ta cùng Trương Tiểu Thư ở chung nhìn xem, hắn giống như liền nhận định ta khẳng định sẽ tương coi trọng nàng dường như ta này cũng coi như là cấp lẫn nhau một cái đường lui đi đến lúc đó ta nếu vẫn là không nghĩ cùng trương tiểu thư thành thân liền yên lặng giải trừ hôn ước cũng không đến mức bại hoại nàng thanh danh ngươi này yêu cầu trương gia cũng không phản đối liễu duy nói trương gia sinh ý xảy ra vấn đề có ta liễu gia giúp đỡ tự nhiên sẽ không phản đối bất quá kia trương cô nương lại rất sinh khí nàng người lại hung hãn mỗi lần thấy ta đều một bộ nàng là lão đại ta chỉ có thể phủ phục trên mặt đất bộ dáng này hình dung thật là một lời khó nói hết hai người nói chuyện xe ngựa cũng đình tới rồi tôn gia cửa liễu duy làm cố vân đông ở trên xe ngựa chờ liền hành chính mình từ trên xe nhảy xuống không bao lâu liền mang theo liễu yên đã trở lại cố vân đông cùng liễu yên gặp qua hai lần mặt tuy rằng không bằng liễu duy quen thuộc nhưng quan hệ cũng không tồi nàng vừa lên tới liền ngồi ở cố vân đông bên người, nói, ta đều nghe Liễu Duy nói, tiểu tử này quá không hiểu chuyện, cha ta cũng đi theo hồ nháo, còn muốn lao ngươi đi một chuyến, thật là, không có việc gì, ta cùng Liễu Duy là bằng hữu, hắn vị hôn thê, ta cũng tò mò thực. Cố vân đông cười nói, Liễu tỷ tỷ cùng kia trương cô nương thuộc sao, gặp qua hai lần mặt, đảo cũng không thể nói quen thuộc. Tuy nói đều là huyện thành đại gia tiểu thư, nhưng Liễu Yên so Trương cô nương lớn 7, 8 tuổi, nàng vẫn là cô nương thời điểm, Trương cô nương mới là cái tiểu đậu đinh. Sau lại nàng gả cho người, sinh hài tử, cũng cùng Trương cô nương chơi không đến một khối đi. Nói là hai mặt, kỳ thật cũng là quay lại vội vàng. Cố Vân Đông gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Trương gia khoảng cách Liễu gia là thật sự có chút khoảng cách, cơ hồ là ở huyện thành một nam một bắc, xe ngựa đình đến Trương gia cửa thời điểm, ngoài cửa có cái gã sai vặt đang ở sốt ruột chờ đợi nhìn thấy liễu duy xuống dưới vội vội vàng chạy tới liễu thiếu gia ngươi đã tới nhà của chúng ta thiếu gia liền chờ ngươi ngươi lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến theo sau ra tới liễu yên cùng cố vân đông hắn sửng sốt một chút tôn thiếu phu nhân liễu yên cười khanh khách ta vừa vặn về nhà xem cha ta nghe nói các ngươi được đầu giả lộc liền nhịn không được lại đây thấu cái náo nhiệt như thế nào không chào đón sao kia gã sai vặt đột nhiên phục hồi tinh thần lại nơi nào nơi nào bên này thỉnh tiểu nhân này liền làm người đi nói cho tiểu thư liễu yên gật gật đầu ba người lúc này mới đi theo kia gã sai vặt vào trương gia so với liễu gia trương gia xác thật muốn tiểu một ít nhưng tốt xấu cũng coi như là phượng khai huyện nhà giàu hoặc nhìn đảo cũng thực phú quý bộ dáng tới rồi tiền viện liễu duy liền cùng các nàng tắt ra kia gã sai vặt lãnh hắn hướng bên trái đi cố vân đông bên này, tắt có cái tiểu nha hoàng ở phía trước dẫn đường, đi rồi một đoạn sau, bên tai liền đột nhiên truyền đến một đạo sang sản thanh âm, liễu tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, vừa dứt lời, cố vân đông liền nhìn đến một bóng hình từ trước mặt bước nhanh đã đi tới, ăn mặc một thân màu hồng nhạt váy áo, trên đầu châu thoa theo nàng đi lại lay động nhán lên thế nhưng có vài phần đáng yêu, trên mặt treo sáng lạng cười, hai bên còn có hai cái tiểu má lúng đồng tiền, vừa thấy chính là điềm mỹ hệ nữ sinh, đây là. Liễu Duy nói hung hãn, chương 1057 trương cô nương trương kiều, trương cô nương thực mau liền đứng ở cố vân đông hai người trước mặt, trên mặt hai cái má lúng đồng tiền phá lệ thấy được nghịch ngợm, nàng cười khanh khách vãn thượng liễu yên cánh tay, ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bên cạnh cố vân đông, trương kiều kinh ngạc chớp chớp mắt, vị này chính là, nhìn ta. Thiếu chút nữa đã quên giới thiệu, đây là Cố Vân Đông, Cố Cô Nương. Liễu Yên cười đã mở miệng, lại đối Cố Vân Đông nói, đây là Trương Cô Nương, Trương Kiều, Trương Kiều sửng sốt, nghi hoặc nhìn Cố Vân Đông hai mắt, Cố Cô Nương. Là thành bắc Cố gia Cô Nương sao, liền nàng biết, huyện thành có thể coi như hào họ Cố nhân gia, liền như vậy một nhà. Chỉ là kia gia Cô Nương nàng cũng là gặp qua, như thế nào Cố Vân Đông như vậy là mặt đâu. Liễu Yên trên mặt nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ, thấp giọng nói, "Không phải, Cố Vân Đông ngược lại thản nhiên thực, ta cùng thành Bắc Cố gia không có gì quan hệ, chỉ là cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, vừa lúc nhận thức Liễu tỷ tỷ, đi theo nàng ra tới trông thấy việc đời, Trương Kiều kinh ngạc không thôi, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Cố Vân Đông một hồi lâu, mới nói nói, "Cố cô, cô nương nơi nào như là cái ở nông thôn nha đầu, liền bộ dáng này này khí độ." nói là quan gia tiểu thư ta đều tin tưởng, ha ha ha. Liễu Yên che miệng nở nụ cười, ngươi nha đầu này có thể nói, Trương Kiều bất mãn, ta nói chính là lời nói thật. Nói xong, người liền chạy đến cố vân đông bên này, cố cô nương, đệ lần đầu tiên tới nhà của ta đi, đi, ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem, cố vân đông gật gật đầu, ba người liền hướng tới hậu viện đi đến, Trương Kiều thực trọng rãi thực hoạt bát, lại là làm chủ nhân gia, này dọc theo đường đi nhưng thật ra đều nghe nàng ríu rít thanh âm, mãi cho đến phòng khách, nàng mới lãnh hai người ngồi xuống, tới tới tới, mau ngồi, tới nếm thử hôm nay ta ca tân được đến lộc thịt, trên bàn đã bày không ít đồ ăn, rực rỡ muôn màu rất là phong phú. Trương Kiều đối cố Vân Đông rất là chiếu cố, sợ nàng quá khách khí dường như, một cái kính thúc giục nàng ăn trước, cố Vân Đông chỉ có thể lễ phép miễn cười, tỏ vẻ chính mình tới là được, một bữa cơm dùng xong cố vân đông ngạnh sinh sinh ra một tráng hãn nàng đối trương kiều ấn tượng nhưng thật ra không thể nói khác liền cảm thấy quá nhiệt tình đến nỗi hung hãn gì đó đại khái chỉ có liễu duy như vậy cảm thấy đi sau khi ăn xong trương kiều lại mang theo bọn họ đi dạo trương phủ chờ dạo đến một nửa bên kia trương hào trương công tử liền làm người truyền lời nói tới nói thỉnh mọi người một khối qua đi ném thẻ vào bình rượu chơi liễu yên hướng về phía cố vân đông chớp chớp mắt nhỏ giọng nói đây là cho bọn hắn hai cái gặp mặt nói chuyện cơ hội đâu, nói xong, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hảo A, ném thẻ vào bình rượu ta thích, lúc trước vẫn là cô nương gia thời điểm, này huyện thành cô nương, ném thẻ vào bình rượu ta nhưng xem như bài thượng hào, trương kiều hưng phấn lên, phải không? Liễu tỷ tỷ như vậy lợi hại, nói xong lại đi xem cố vân đông, cố cô nương đâu? Sẽ chơi sao, chưa từng chơi, ta liền nhìn xem ném thẻ vào bình rượu nàng thật đúng là không đầu quá, cho tới nay chuyện của nàng đều chồng chất rất mãn, nếu nói giải trí, nàng phần lớn là dùng để vẽ tranh, hoặc là hạ chơi cờ, bồi đệ đệ muội muội chơi chơi trò chơi ghép hình gì đó, ném thẻ vào bình rượu. Lần đầu tiên chơi, Trương Kiều cười tủm tỉm, không có việc gì, ta dạy cho ngươi, nhưng đơn giản, vì thế đoàn người hứng thú bừng bừng tới rồi Trương Phủ một chỗ đình viện thấy đang ở kia cười nói Trương Hào cùng Liễu Duy hai người, nhìn thấy Trương Kiều, Liễu Duy cơ hồ là phản xạ có điều kiện đột nhiên nhảy đánh dựng lên, lập tức liền hướng phía sau lui hai bước, không được, hôm nay người thật sự phi thường không thoải mái, đầu óc một mảnh hồ nhão, trước hết mời cái giả, đổi mới một chương đi, dư lại tận lực cùng ngày mai đổi mới cùng nhau thượng truyền. Thật sự là xin lỗi, chương 1058 cố cô nương là lần đầu tiên. Liễu Yên hiếp mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn, Liễu Duy mới nỗ lực khắc chế chạy trốn xúc động, chỉ là hắn thực mau lại hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn về phía cố vân đông, kia ánh mắt mang theo khiển trách, phản phất đang nói ta tìm ngươi lại đây chính là vì hỗ trợ ngươi cư nhiên còn xả ta chân sau đi theo các nàng một khối vô cớ gây rối ngươi không phải người. Cố vân đông ngước mắt nhìn nhìn thiên, hôm nay thời tiết rất tốt, ân, định viện trừ bỏ Liễu Duy cùng Trương Hào ở ngoài, còn có mấy cái hạ nhân gã sai vặt, nhìn nhưng thật ra rất náo nhiệt. Trương Hào là Trương Kiều ca ca, nghe nói sao nàng muốn lớn hơn 5 tuổi bộ dáng, lớn lên mày rậm mắt to, còn rất tinh thần. Nhìn thấy các nàng ba người lại đây, Trương Hào vội tiếp đón lên, các ngươi nhưng xem như tới, Kiều Kiều mau tới đây giúp giúp đại ca. Ngươi ném thẻ vào bình rượu xưa nay lợi hại, làm liễu duy kiến thức kiến thức, miễn cho hắn cho rằng bản thân không người có thể cập, mau, giúp đại ca đã đảo hắn, nói lại đẩy một chút Liễu Duy, ngươi cùng ta muội muội nhiều lần xem, nếu là ngươi bại bởi nàng, mới vừa rồi thắng ta bạc nhưng đến cho ta còn trở về, Kiều Kiều, ngươi nhưng đến cấp đại ca ta tranh khẩu khí a." Trương Kiều nhíu mày, "Đại ca các ngươi cư nhiên còn đánh cuộc bạc, chơi chơi mà thôi, liền mười mấy hai mươi lượng, dù sao là người trong nhà, có quan hệ gì?" "Ngươi mau giúp ta đem kia bạc cấp thắng trở về." trương kiều bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhưng thật ra đi phía trước đi rồi vài bước liễu duy không vui a à? hắn hướng bên cạnh xe dịch ngạnh cổ nói không được ta là nam tử nàng là nữ tử ta cùng nàng tỷ thí nếu là thắng đó là thắng chi không võ vấn đề là nếu bị thua hắn mặt mũi cũng chưa trương kiều nhướng mày ngươi như thế nào liền biết ngươi nhất định sẽ thắng nàng đây là khiêu khích liễu duy lại hoàn toàn không tiếp chiêu dù sao chính là không được ta cùng nữ nhân tỉ thí kia không phải ở khi dễ nàng sao tuyệt đối không được hắn liên tục lắc đầu cách đó không xa liễu yên quả thực phải bị hắn cấp tức chết ở đây ai nhìn không ra tới đây là trương hào cố ý đề nghị cấp hai người chế tạo ở chung cơ hội nhưng hắn khen ngược thế nhưng còn trốn đến rất xa liễu duy không đồng ý hiện trường trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ vẫn là trương hào ha ha cười tính tính xem ra ta còn là chỉ có thể tự mình ra trận, nói xong loát tay áo tiến lên đây, hướng hồ bên trong trực tiếp đầu một mũi tên, có cái sốt ruột đệ đệ, liễu yên cũng chỉ có thể tốn nhiều tâm, đi theo sinh động không khí, cái thứ hai tiến lên đây, lại nói tiếp ta cũng đã lâu không có chơi qua, tay đều sinh, trong chốc lát nếu là đầu không chuẩn, nhưng đừng chê cười ta, bởi vậy nhị hướng, cuối cùng đêm này một vụ cấp bóc qua đi. Liễu Duy tính tình vốn dĩ chính là cái mê chơi, tuy rằng không vui cùng Trương Kiều ở chung. Nhưng mọi người bắt đầu chơi đến khí thế ngất trời, hắn cũng hứng thú bừng bừng lên, bốn người liền như vậy luân hai vòng, Trương Hào nhịn không được ngẩng đầu nhìn ngồi ở trong đình Cố Vân Đông liếc mắt một cái, cười nói, Cố cô nương như thế nào chỉ lo uống trà, ngươi cũng một khối tới, ba vị cô nương vừa lúc nhiều lần xem ai lợi hại một chút, Trương Kiều vội nói, không được. Cố cô nương trước kia chưa từng chơi cái này, đây là lần đầu tiên sau đó liền đối với cố vân đông nói chúng ta đừng nghe đại ca ta trước giáo ngươi như thế nào chơi tỉ thí gì đó không thú vị trương hào xua xua tay chính ngươi chơi không tồi dạy người liền miễn đi ta tới giáo cố cô nương học xong cái này khẳng định sẽ thích thượng lần sau liền không cần một người ngồi ở kia nhàm chán liễu duy nhíu mày này hai người xem náo nhiệt gì cố nha đầu theo chân bọn họ lại không thân giáo cái gì giáo Chương 1059 Cố Vân Đông nghiền ác, hắn tại đây, đại tỷ tại đây, luôn được đến bọn họ sao? Liễu Duy hai ba bước nhảy đến đình hóng gió, không cần để ý đến bọn họ, ngươi cứ ngồi tại đây, ăn điểm tâm uống trà. Lại nói tiếp nhà bọn họ điểm tâm cũng không tệ lắm, dù sao cũng là làm điểm tâm mua bán. Cố Vân Đông mặt mặt, thấp giọng nói, ta nhớ rõ ngươi tới khi ở trong xe ngựa cùng ta nói rồi ngươi đã từng cùng trương cô nương nói qua tên của ta, đúng không? Liễu Duy gật gật đầu, lại vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy, làm sao vậy? Cố vân đông cười cười, không có gì, nàng đứng dậy, hướng ngoài đình biên đi đến. Cũng không biết hai huynh muội có phải hay không nhìn đến Liễu Duy đối nàng thái độ bất đồng, lúc này trên mặt đều có chút không rất cao hứng bộ dáng, Liễu Yên cũng nhịn không được đỡ tráng, cái này ngốc đệ đệ nha. Cố vân đông đi đến Trương Hào trước mặt, từ bên cạnh trong sọc rút ra một mũi tên tới, nói, không cần giáo, vừa rồi xem các ngươi chơi hai vòng, đại khái biết, Trương Hào thực mau phục hồi tinh thần lại, cười nói, này cũng không phải là nhìn xem liền sẽ, ngươi không biết, này ném thẻ vào bình rượu A à tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng cũng chú ý một cái xảo kính, cấp độ muốn tuyển đến hảo, hơn nữa thủ đoạn muốn dùng sức, ánh mắt, phanh một tiếng, cố vân đông trong tay mũi tên liền đi phía trước bay đi, trực tiếp vào hồ. Trương Hào, Trương Kiều, Liễu Yên, Liễu Duy, Hảo. Bạch 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 vỗ tay tiếng vang lên, cố vân đông khóe miệng vừa kéo, một bên Trương Hào chạy nhanh cũng vỗ tay, cố cô nương quá lợi hại. Khẳng định là vận khí tốt, cố vân đông lại cầm lấy mặt khác một mũi tên, lại là phanh một tiếng đầu đi vào, Hảo. Liễu Duy tiếp tục treo hò, hưng phấn không được. Liễu Yên không nghĩ xem này sốt ruột đệ đệ, may mắn trong nhà còn có cái liễu giật tương lai có thể kế thừa gia nghiệp không đến mức làm liễu gia liền như vậy bị thua đi trương hào mày hơi hơi ninh khởi thực mau lại buông lỏng ra phanh 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 bang bang theo sát lại là vài tiếng vang nhỏ thanh âm rơi xuống sau kia mấy chi mũi tên toàn bộ đều ở ném thẻ vào bình rượu đều không ngoại lệ lúc này ở đây mấy người đều kinh ngạc ném thẻ vào bình rượu nhìn đơn giản nhưng trương hào nói không sai là thật sự chú ý kỹ xảo bọn họ tự nhận kỹ thuật không tồi, nhưng cũng không tới không trật một phát nông nổi, liên tiếp bảy tám chi mũi tên, liền tính là bọn họ, cũng không có khả năng làm được một chi đều không thất thủ dừng ở bên ngoài, phanh phanh phanh, cuối cùng ba tiếng rơi xuống, cố vân đông vừa lòng gật gật đầu, không tồi, đình viện trừ bỏ liễu duy vẻ mặt kiêu ngạo tự hào hưng phấn kích động ở ngoài, người khác tất cả đều một một khuôn mặt. Trương Kiều qua một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, cố cô nương, ngươi thật là lần đầu tiên chơi, cố vân đông thực nghiêm túc gật gật đầu, thật sự, ta cũng không gạt người, liễu duy âm thầm biểu môi, lời này ngươi nói được không đuối lý sao, cố vân đông xoa xoa thủ đoạn, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết ta chính là cái ở nông thôn thôn cô, trong nhà việc nhà nông làm nhiều, sức lực đại, thủ đoạn có lực, cho nên mới sẽ bách phát bách trúng, còn, còn có thể như vậy. Trương Kiều kinh ngạc, nhìn nhìn nàng, ngay sau đó lại rủ mắt nhìn nhìn cổ tay của nàng. Cố vân đông nghiêm túc mặt, khẳng định là như thế này, trương hào mới vừa rồi bị chấn một câu đều nói không ra lời, lúc này cuối cùng khô cằn tiếp một câu, nguyên lai like làm việc nhà nông còn có bực này chỗ tốt, xem ra ta cũng nên hạ điền đi rèn luyện rèn luyện, trương thiếu gia ý tưởng này hảo. Cố vân đông tỏ vẻ tán đồng. Trương Hào lại khô cằn cười một tiếng, chương 1060 coi trọng cố vân đông cố vân đông đầu quá một lần hồ cơ hồ này đây nghiền áp phương thức làm ở đây người đều đã chịu kinh hắc lại tiếp theo chơi khi nhưng thật ra không ai lại kêu nàng chỉ là trương hào cùng trương kiều vẫn là thường thường sẽ tới bên người nàng tới hỏi han ân cần sợ làm chủ nhân gia sẽ vắng vẻ nàng dường như cố vân đông cũng vẫn luôn cười khanh khách đáp lại tiếp tục uống trà ăn điểm tâm còn đừng nói liễu duy nói có điểm đạo lý trương gia điểm tâm xác thật không tồi chỉ là này ăn ăn uống uống nhiều liền có điểm khống chế không được sinh lý phản ứng cố vân đông xem mặt khác mấy người đang ở chơi đùa không chú ý tới nàng liền tiếp đón một bên nha hoàng làm nàng dẫn đường đi nhà xí một chuyến khi nha hoàng vội lên tiếng mang theo nàng rời đi đình vòng ra tòa viện lại xoay hai cái công sau khi nha hoàng mới ngừng lại được cố vân đông vào nhà xí nha hoàng liền ở bên ngoài chờ nhưng mà chờ cố vân đông ra tới khi kia nha hoàng cũng không thấy bóng người. Cố vân đông nhịn không được sờ sờ chính mình cầm, chẳng lẽ, trương gia cũng muốn làm lúc trước bành gia kia một bộ, ở gia đình giàu có trước nhà xí đều như vậy nguy hiểm sao? Đi vào một chuyến ra tới liền khả năng muốn xong, không đến mức đi, nàng cùng trương gia cũng không có gì thâm cừu đại hận, lần đầu tiên gặp mặt chơi lớn như vậy nàng thực thực hoảng. Cố vân đông đứng ở tại chỗ đứng một hồi lâu, vẫn là không chờ tới cái kia nha hoàng, tính, Lộ nàng vẫn là nhận được, nàng nâng lên chân, chậm rãi đi phía trước bước ra một bước nhỏ, cùng đi khi giống nhau, cố vân đông chuyển qua hai cái cong, mắt thấy liền phải tới đình viện, chỗ hoặc chỗ đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh, nàng không nghĩ dừng lại, thật sự, cho dù kia người nói chuyện vừa lúc nhắc tới tên nàng, nhưng nàng nếu là không ngừng xuống dưới, liền sẽ trực tiếp đụng phải đi, làm này người nói chuyện không có biện pháp đem nói cho hết lời chỉnh, kia rất đáng tiếc, vì thế, cố vân đông dựa vào một bên trên mặt tường an an tỉnh tỉnh nghe sau lưng chỗ hoặc chỗ nói chuyện thanh ngươi phát hiện không có vị kia cố cô nương bộ dạng thế nhưng là ba người bên trong xuất sắc nhất một cái phát hiện lớn lên xác thật đẹp bất quá nghe nói chỉ là cái ở nông thôn, thôn thôn cô thôn cô thì thế nào liền tính là thôn cô kia cũng so chúng ta làm hạ nhân cường còn so chúng ta người nói chuyện thanh âm đột nhiên đè thấp đi xuống còn so chúng ta thiếu phu nhân cường nói được cũng là thiếu phu nhân này thân mình cũng quá kém cả ngày bệnh tật nằm ở trên giường đại thiếu gia hiện giờ đều không đi nàng trong phòng nói lên thiếu gia ngươi vừa rồi chú ý tới không có thiếu gia đối vị kia cố cô nương giống như thực không bình thường đâu đúng 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 ta cũng đã nhìn ra đại thiếu gia đối cố cô nương đặc biệt nhiệt tình chiếu cố thường thường liền phải xem cố cô nương liếc mắt một cái sợ vắng vẻ nàng dường như nước trà điểm tâm đều làm chúng ta lấy nóng hổi này toàn bộ đình viện cũng liền cố cô nương một người ở ăn ăn uống uống thiếu gia làm chúng ta lấy nóng hổi nhưng còn không phải là vì nàng sao còn có vừa rồi ném thẻ vào bình rượu thiếu gia còn nói muốn đích thân giáo cố cô nương trước kia tiểu thư cầu thiếu gia giáo thiếu gia đều thập phần không kiên nhẫn ngươi nói thiếu gia có phải hay không đối cố cô nương có ý tứ Ta còn trước nay chưa thấy qua thiếu gia đối một người như vậy để bụng quá, ai có ý tứ thì thế nào, có thiếu phu nhân ở, thiếu gia cũng không có khả năng cưới nàng a, à? ai nói không có khả năng. Nói chuyện người nọ ngữ khí đột nhiên trở nên hưng phấn lên, chỉ là lại liều mạng áp chế, phản phất muốn nói gì kinh thiên đại bí mật dường như, ta cùng ngươi nói, ta mới vừa ngày hôm qua nghe được một cái khó lường tin tức.